Đây là shop thời trang sang trọng của các phú bà giàu có. Chi tiêu của cô gái trước mặt này chắc chắn sẽ vượt khỏi sức tưởng tượng của mọi người. Mua bộ quần áo vài trăm triệu mà giống như mua mớ rau cải ngoài chợ vậy. Nhân viên bán hàng nhìn thấy chiếc nhẫn kim cương cô gái đang đeo trên tay thì đã đứng hình. Cô gái nhìn thấy biểu cảm của nhân viên bán hàng liền tỏ vẻ khinh bỉ. Cô nhân viên cũng vội vàng xin lỗi vì viên kim cương to như vậy mình mới chỉ nhìn qua trên tạp chí mà thôi. Sau đó cô gái lấy lý do chọn quần áo mệt nên rời đi, mà mẹ chồng tài phiệt đứng bên chỉ dám tức giận trong lòng chứ không dám nói ra, chỉ có thể ngoan ngoãn đi sau thanh toán cho con dâu. Tuy nhiên cô gái vừa bước ra cửa thì gặp hai sinh viên đang đi xin quyên góp. Cô gái không chút do dự tháo chiếc nhẫn kết hôn của mình giống như trứng chim bồ câu, sau đó bỏ vào trong hòm quyên góp. Điều này cũng khiến mẹ chồng không nhịn được. Cô có biết cô đã quyên góp chiếc nhẫn kết hôn trị giá hàng chục tỷ không? Dù gì thì cũng ly hôn, chiếc nhẫn đó đối với tôi không có chút ý nghĩa nào. Juna kiêu ngạo, luôn khinh thường mọi người trong gia đình chồng. Vào dịp lễ tình nhân, người chồng tặng cô một chiếc vòng cổ trị giá hàng trăm tỷ đồng, nhưng cô tỏ ra khó chịu. Bố chồng tài phiệt còn đặc biệt chuẩn bị cho con dâu bữa tiệc sinh nhật thịnh soạn. Hơn nữa, khi đó còn có rất nhiều vị quan khách quan trọng có mặt ở bữa tiệc, nhưng ai ngờ Juna lại từ chối ý tốt của bố chồng. Điều này khiến cho mọi người trong gia đình chồng vô cùng mất mặt. Cô gái nói, mình chỉ muốn tìm một người bạn tốt đi quán ba quẩy mà thôi. Cô không muốn làm quen với những người bạn của bố chồng. Điều khiến mọi người càng không ngờ tới, đó là cô đã tuyên bố ly hôn trước mặt mọi người trong gia đình, khiến bố cô giận sôi máu, nhưng ông chỉ có thể nhìn chằm chằm vào người con trai, không làm được trò chống gì của mình. Tuy nhiên, sự tự tin của cô gái hoàn toàn đến từ sự ủng hộ của nhà mẹ đẻ. Hóa ra công ty trang sức của bố chồng luôn có sự đầu tư, trợ giúp phía sau từ nhà mẹ đẻ của cô gái. Vì vậy, công ty mới ngày một lớn mạnh. Mặc dù giữa hai người không có chút tình cảm nào, nhưng Hee-sun vẫn luôn cố gắng sống hòa thuận với Juna. Juna nói, anh chưa từng có tình cảm với cô. Sự nhẫn nhịn của mọi người trong gia đình đối với cô cũng chỉ vì tham lam quyền thế của gia đình cô. Hee-sun chấp nhận bên cạnh cô cũng chỉ vì muốn có địa vị ổn định trong gia đình. Tôi không muốn những thứ này, đây không phải thứ tôi cần. Juna là tiểu thư nhà giàu từ nhỏ, đã sống ở Mỹ, nhưng từ nhỏ cô đã được nuông chiều. Cô luôn bất mãn với hôn nhân của mình. Tuy nhiên cô không biết rằng trên thế giới này còn có một cô gái khác có khuôn mặt y hệt cô. Mông Hee là con cả trong một gia đình bình thường, từ nhỏ đã có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang. Nhưng với hoàn cảnh bây giờ của cô, chỉ mong no bụng là tốt lắm rồi. Mỗi ngày cô sống phải đối mặt với đủ loại khách hàng, mà còn phải chiến đấu với cảnh sát Hàn Quốc. Mặc dù như vậy, Mông Hee luôn vui vẻ đối mặt với cuộc sống. Hôm đó, Mông Hee vì muốn nâng cao sức chiến đấu với cảnh sát, cô đã dồn hết số tiền tiết kiệm được để mua một chiếc xe ô tô nhỏ thời cổ đại Lai Hee. Nhưng chiếc xe vừa lên đường thì đã vứt cô ở lại đường. Sau khi về nhà, cô lại tốn một số tiền để sửa lại. Cô vẫn luôn vui vẻ lạc quan mà sống. Hôm đó, Mông Hee vừa học lái xe, vừa mong chờ buổi bán hàng ngày hôm nay. Đến một ngã ba, đột nhiên có một chiếc xe xuất hiện. Mông Hee lập tức đi xuống hỏi chủ xe, rốt cuộc biết lái xe không? Mà chàng trai va chạm với cô chính là người chồng giàu có mà Juna luôn muốn ly hôn. Hee-sun vừa thấy khuôn mặt của Mông Hee thì vô cùng ngạc nhiên. Cô gái trước mặt giống y hệt vợ mình, ngay cả ngoại hình cũng vậy. Lẽ nào anh hoa mắt rồi? Sau khi giải quyết vụ va chạm xong, Hee-sun không rời đi. Lúc này anh cảm thấy tò mò về cô gái trước mặt, sao có thể giống vợ mình như vậy. Mông Hee cảm thấy người đàn ông nhìn trộm mình này, nếu không phải lưu manh thì chắc chắn não có vấn đề. Khi cô muốn chửi cho anh ta một trận thì Hee-sun lại âm thầm rời đi. Lúc này Mông Hee vẫn không biết rằng người đàn ông này chính là người sẽ thay đổi vận mệnh của đời cô. Chàng trai này đứng bên kia đường, anh tìm thấy một người đóng giả làm vợ mình. Hóa ra cô gái này giống hệt với vợ của anh. Cô gái trước mắt là một bà chủ của quầy trang sức nhỏ ven đường với ước mơ trở thành một nhà thiết kế trang sức. Mặc dù cuộc sống rất khó khăn nhưng cô vẫn luôn cố gắng từng ngày, bất cứ lúc nào cũng có thể chiến đấu với cảnh sát. Mà vợ anh lại là một thiên kim tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ bé. Juna thiếu đi tình yêu thương từ nhỏ nên đã coi người chồng là công cụ để mình trút mọi bực tức trong người. Hee-sun không phải chỉ nhẫn nhịn sự sỉ nhục của vợ mình mà anh còn phải nhẫn nhịn sự lạnh nhạt của mẹ kế và cha đẻ. Hee-sun sau khi về nhà đã uống rượu dài sâu, trong lòng vô cùng uất ức. Tuy nhiên, địa vị của Hee-sun trong gia đình còn phải dựa vào gia thế gia tộc phía sau của nhà vợ. Nhưng bây giờ người vợ một mực muốn kết thúc mối quan hệ hôn nhân với anh. Hee-sun bị kẹt giữa vợ và cha đẻ của mình. Tuy nhiên càng bần hơn nữa là bà nội bị ốm nặng ở bệnh viện, luôn muốn gặp mặt cháu dâu của mình. Hee-sun về nhà nói với Juna, anh hy vọng cô có thể cùng anh đến bệnh viện thăm bà. Không ngoài dự tính, Juna từ chối vì bà nội. Trong lòng Hee-sun đưa ra một quyết định táo bạo. Ngày hôm sau, Mông Hee đang vui vẻ ăn mì trộn bên đường, lại nhìn thấy người đàn ông lạ kia đang nhìn mình. Nhận thấy anh ta có điều muốn nói, hơn nữa còn bối rối. Lúc này cô nghĩ rằng chàng trai đang theo đuổi mình, nhưng Mông Hee trong lòng chỉ nghĩ tới kiếm tiền nên không hề có hứng thú với đàn ông. Mau đi đi, mau đi đi, mau đi khỏi đây. Hee-sun không sợ hãi với phản ứng của Mông Hee. Sau đó anh đi tới nói, sẽ trả tiền nếu Mông Hee chịu làm vợ của anh ta 2 tiếng. Thủ đoạn của anh cũng nhiều thật đó, chỉ cần 2 tiếng thôi là đủ. Mong cô hãy đóng giả làm vợ tôi. Đóng cái gì của anh chứ? Đóng giả làm vợ của tôi. Còn người anh thật sự rất tệ. Chính lúc này cảnh sát đi tới, bắt những quầy hàng nhỏ ven đường. Mông Hee chỉ muốn lái xe rời khỏi đây, nhưng Hee-sun không nói gì, ngồi lên xe. Anh muốn cô gái đồng ý yêu cầu của mình. Trên xe anh đã nói chuyện bà nội với Mông Hee, mong cô đồng ý. Mặc dù Mông Hee có chút mềm lòng, nhưng cô vẫn quyết định, nhiều thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Vì vậy đuổi Hee-sun xuống xe. Mà Juna nhà giàu sau khi ly hôn không thành công với chồng, cả ngày đi chơi cùng với những tiểu thịt tươi chưa kết hôn này. Sau khi bố chồng biết được, ông mắng cô trước mặt mọi người. Tính cách Juna vốn không nhịn được những điều này, cô lập tức phản đối lại. Bố chồng tài phiệt nhận thấy không quản được
con dâu nên đã lấy con trai ra để trút giận. Ai biết rằng lúc này Juna lại ra mặt giúp chồng, cô trách móc bố mẹ chồng, lại trút hết cơn giận về chuyện ly hôn lên người con trai, người đàn ông như ông vốn không xứng để kết hôn. Mọi người trong gia đình nhà chồng luôn nhẫn nhịn cô. Lần đầu tiên thấy con dâu khiến bố chồng cạn lời không biết nói gì. Thực ra Juna bên ngoài tỏ ra lạnh lùng cũng chỉ vì cô không giỏi thể hiện tình cảm với Hee-sun. Ngày hôm sau, Mông Hee vẫn bán hàng ở con phố đó, nhưng trong lòng luôn nhớ về bà nội của Hee-sun. Vốn là một người lương thiện, Mông Hee đã do dự có nên đi thăm bà nội một chuyến không. Bởi vì bản chất hiền lành lương thiện nên cuối cùng cô quyết định liên hệ và đồng ý yêu cầu của người đàn ông kia. Tuy nhiên hai người giống nhau về ngoại hình nhưng khí chất lại hoàn toàn khác. Trước khi đi, Mông Hee trang điểm kỹ càng, Hee-sun dẫn cô đi làm tóc, sau đó đưa cô đi mua quần áo. Giây phút cô mặc chiếc váy đen lung linh này, Hee-sun trong lòng đã vô cùng ngạc nhiên, cảm thấy thật sự rất giống vợ mình. Sau đó hai người tới bệnh viện, Mông Hee không quen đeo giày cao gót nên đi lại cũng rất khó khăn, suýt thì bị ngã. Hee-sun vội vàng đỡ lấy cô, nhưng vô tình cảnh tượng này đã bị Juna tới bệnh viện thăm bà nhìn thấy. Chết tiệt, hóa ra anh ta có người phụ nữ khác rồi. Người vợ giàu có nhìn thấy chồng mình đi cùng cô gái khác giữa ban ngày, Juna cho rằng chồng mình đã có người mới nên tức giận, lái xe rời đi. Lúc này hai người vẫn chưa biết chuyện, đi tới phòng bệnh. Hee-sun nhắc nhở Mông Hee không nên nói nhiều, cũng không nên quá nhiệt tình, bởi vì vợ của anh đều luôn lạnh nhạt với mọi người trong nhà. Bà nội không được tỉnh táo lắm nên không nhận ra cô gái này không phải là cháu dâu của mình. Bà mong cháu dâu sau này đừng nói ra lời ly hôn nữa, chỉ khi hai người hòa thuận thì bà mới yên tâm. Cô gái nói sau này nhất định sẽ sống hạnh phúc cùng Hee-sun. Cô nói bà nội sẽ nhanh chóng khỏe lại. Mông Hee cũng tự tay cho bà uống nước, hơn nữa còn giúp bà lau mồ hôi trên mặt. Hee-sun nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, anh vô cùng hy vọng vợ mình cũng tình cảm như vậy. Bà nội cầm tay cháu trai, bảo Hee-sun nhất định phải tìm được mẹ đẻ của mình, bởi vì bà không tin mẹ của Hee-sun có nhân tình bên ngoài, nhất định là bị mẹ kế hãm hại để đuổi ra khỏi nhà. Nghe lời bà nội nói, Hee-sun cảm thấy vô cùng tức giận, anh cảm thấy chuyện về mẹ mình nhất định có liên quan tới người mẹ kế độc ác kia. Bà nội dặn Hee-sun nhất định phải giành được sự công nhận của cha, đợi khi có quyền lực mới đi tìm mẹ mình, mà muốn có được sự công nhận của cha thì nhất định phải có được sự ủng hộ của nhà vợ. Sau khi hai người chào tạm biệt bà nội, Mông Hee không nhận tiền của Hee-sun bởi vì cô cảm thấy bà nội rất đáng thương, đợi khi có cơ hội cô nhất định sẽ đến thăm bà. Sau khi về nhà, Hee-sun nhìn thấy người vợ đã biến mất thời gian dài của mình. Anh nói với vợ mình đồng ý ly hôn nhưng anh cần thời gian 1 đến 2 năm. Juna tức giận nói đó là chuyện của anh, hơn nữa còn hỏi anh ở bệnh viện cùng ai, có người khác ở bên ngoài không sợ bị bố đuổi ra khỏi nhà sao. Sau đó cô đi vào phòng thu dọn đồ đạc đòi rời khỏi nhà, vốn không nghe lời giải thích của Hee-sun. Cô cảm thấy mọi lời nói bây giờ của anh đều là lừa dối. Juna cho rằng Hee-sun đã có niềm vui mới. Lúc này cô cũng không biết mình tức giận vì điều gì, nước mắt đã rơi, sau đó một mình lái xe rời đi. Người con dâu kiêu ngạo mọi ngày nay lại đột nhiên trở nên hiền lành lương thiện, điều này cũng khiến người cha cảm thấy ngạc nhiên về con trai mình. Con đã dạy như thế nào vậy? Đứa con dâu này thực sự không còn sát khí rồi, sớm như vậy có phải tốt không? Ngay cả người mẹ kế này khi nhìn thấy cô con dâu cũng vô cùng ngạc nhiên, không biết con dâu ăn nhầm cái gì không. Lúc này Hee-sun nhìn thấy Mông Hee đang dọn dẹp, đây là việc mà con dâu tài phiệt nên làm sao. Tuy nhiên cảnh tượng tiếp theo càng khiến anh ngạc nhiên, Mông Hee lại ăn đồ ăn thừa trước mặt mọi người, điều này khiến Hee-sun vô cùng tức giận. Anh vội vàng dẫn cô về phòng tang lễ, bảo cô ngồi đó không được rời đi. Mông Hee sau khi nhìn thấy ảnh của bà nội, đột nhiên nhớ tới ba của mình, không ngờ rằng cô bật khóc. Điều này khiến mọi người thật sự há hốc mồm, ngay cả bố chồng không hiểu gần đây con dâu có chuyện gì. Rõ ràng so với trước đây là hai người hoàn toàn khác nhau. Hóa ra khi Hee-sun đang lo lắng, không biết vợ mình đã đi đâu thì nhận được tin bà nội qua đời. Không còn cách nào khác, Hee-sun chỉ đành đến tìm Mông Hee, mong cô đóng giả làm vợ mình một lần nữa. Mông Hee lương thiện đã đồng ý cùng Hee-sun tới tang lễ của bà nội. Hee-sun lo lắng Mông Hee ở đây sẽ bị lộ nên muốn đưa cô về nhà sớm. Bố chồng cũng rất hài lòng với biểu hiện của con dâu hôm nay, đồng ý cho con dâu về nhà nghỉ ngơi sớm. Con nói trước đó vì mình không hiểu con dâu, bây giờ xem ra con dâu rất tuyệt vời. Mẹ kế đứng bên với vẻ mặt khó chịu. Lúc này Mông Hee cũng về tới nhà, cô nhìn bộ quần áo đắt tiền trước mặt, một người luôn nhịn ăn, nhịn mặc như cô, nghĩ tới bộ quần áo này có thể cho em gái mặc hôm xem mắt. Tuy nhiên cô không ngờ rằng đối tượng xem mắt của em gái lại chính là em trai cùng cha khác mẹ của Hee-su. Thiếu gia nhà giàu vừa ngồi xuống đã nói với Mông Ki-u, cho dù sau này hai người kết hôn, anh ta cũng sẽ không chia tay với bạn gái bên ngoài, vì vậy hãy xem xét nếu như muốn gả cho anh ta, sau đó lấy lý do có hẹn rồi rời đi. Đối mặt với sự sỉ nhục như vậy, nhưng vì mơ ước được gả vào nhà giàu có nên vẫn quyết định hy sinh bản thân đồng ý chuyện hôn sự này. Ai nói đàn ông chỉ được lấy một vợ? Ba người con trai của chủ tịch tài phiệt này lại là con của ba người phụ nữ khác nhau. Thứ phu nhân sinh được cậu con trai bảnh bao Hee-jun. Bây giờ Hee-jun lên như diều gặp gió ở tập đoàn, cũng chính là người thừa kế trong mắt mọi người. Thứ phu nhân bây giờ cũng là chủ nhân của gia đình này, nhưng bà ta là người xảo quyệt, ông trời không biết được mưu mô trong lòng của bà ta. Bà đã bên cạnh chủ tịch lâu như vậy nhưng vẫn không thể bước vào được sổ hộ khẩu của chồng, hơn nữa còn luôn phải đề phòng người vợ thứ ba thay thế vị trí của mình. Mà cậu con trai thứ ba của Hyun-tae từ nhỏ đã là một công tử nổi loạn, ngày ngày đến quán bar chơi bời, chỉ cần chủ tịch không khóa thẻ tín dụng của anh ta, vì thái độ thờ ơ của anh nên luôn bị mẹ chửi mắng. Nếu như cậu con trai thứ ba tìm được một người vợ giàu có, vậy thì thế lực của vợ hai sẽ tăng lên trong mắt chủ tịch. Vì muốn khiến cậu con trai thứ ba mất đi quyền thừa kế, bà Đắc Hy đã nói với chồng sẽ giới thiệu con gái của một cửa hàng cho Hyun-tae. Đắc Hy nói con gái của tổ trưởng Jun không những ngoan ngoãn mà còn rất hiểu chuyện và có khuôn mặt phúc hậu. Người chồng nghe xong cũng đồng ý.
Ông không muốn tìm một cô con dâu như Juna nữa. Tuy nhiên, bà Giang Tê nghe xong vô cùng tức giận, liền đi tới bà Đắc Hy nói lý lẽ. Mặc dù mình không phải phu nhân chính thức, nhưng con bà sinh ra là một công tử nhà giàu chính hiệu, sao có thể lấy một cô con gái bình thường được? Chủ tịch biết chuyện vô cùng tức giận, ông lập tức đuổi cậu con trai thứ ba ra ngoài, ngay cả thẻ tín dụng cũng thu lại. Hyun Tae tức giận tìm tới mẹ mình trách móc, mẹ không biết suy nghĩ nên mới khiến mình rơi vào tình thế khổ cực thế này. Nhưng người mẹ chỉ vì không muốn con mình lấy một cô gái nghèo khổ, bởi vì Hyun Tae từ nhỏ đã nhìn sắc mặt mẹ kế mà sống, nên anh không muốn lấy một người vợ có quyền thế. Như vậy sau này, mỗi ngày anh đều sẽ sống cuộc sống yên bình. Nhận thấy mình phản kháng không có tác dụng, Hyun Tae cuối cùng đã trút ra những cơn tức của mình, để gà và gia đình tái Việt cũng cần đến vài trăm triệu tiền hồi môn. Điều này khiến cho gia đình vốn chẳng khá giả gì như nhà Mông Hy lại càng thêm khó khăn. Cả nhà họ vì số tiền này mà sốt sắng suốt mấy ngày nay. Hôm nay, hai vợ chồng nhà họ tới ngân hàng chuẩn bị cầm sổ đỏ ngân hàng. Ngôi nhà này là tài sản mà vợ chồng họ vất vả làm việc suốt cả một đời. Tổ trưởng Jun cũng không khỏi lo lắng bản thân mình sẽ không trả được tiền. Tới tối con gái lớn lại nói rằng mình có thể vay được 100 triệu won, không cần bố mẹ phải đi vay ngân hàng nữa. Bố mẹ nghe vậy vô cùng kinh ngạc, thắc mắc rằng không có vật thế chấp, sao có thể vay được nhiều tiền như vậy. Nhưng Mông Hy lại cười mà nói rằng cô chính là vật thế chấp tốt nhất. Hóa ra người con dâu của gia đình tài phiệt bỗng tức tối bỏ đi, đại thiếu gia Hisu vì thế mà nhờ Mông Hy tới đóng giả thành vợ mình với số tiền hợp đồng lên tới 100 triệu won, bởi vì hai người họ giống hệt nhau, nhưng anh ta không hề biết rằng hai người họ chính là một cặp song sinh bị thất lạc. Ngày hôm sau, Mông Kyu và Huynh Tê cùng nhau đi hẹn hò ở ngoài, mà địa điểm lại là quán bar. Nhìn thấy vị hôn phu của mình đang nhảy nhót với người con gái khác, còn bản thân mình chỉ có thể ngồi ở một bên uống rượu dài sâu, trong lòng có những sầu não không thể nói ra. Mông Kyu quyết định sẽ nói với Huynh Tê rằng mình sẽ về trước. Nhưng cô gái bên cạnh lại cố tình tuyên bố chủ quyền về cô, rồi còn giới thiệu bản thân là bạn gái của Huynh Tê, nói bóng gió nhưng đều cố tình chế giễu Mông Kyu. Đợi đến khi cô rời đi, Huynh Tê liền hất tay cô gái bên cạnh, rồi bảo cô ta hãy tránh xa anh ra một chút và cảnh cáo với cô rằng sau này đứng trước mặt Mông Kyu không được nói linh tinh nữa. Mông Kyu một mình đơn độc đi trên đường, rồi lại nhìn xuống đồng hồ. Cô phát hiện vẫn còn sớm, nghĩ rằng nếu như về sớm như thế này, chắc chắn mọi người sẽ nghi ngờ. Thế là cô đã tới quán của cậu. Biết được Mông Kyu vừa đi hẹn hò về, cậu liền hỏi cô sao lại có vẻ chưa ăn tối vậy. Cậu đã mời cô vào trong quán. Mông Kyu nhìn đồ ăn trên bàn, không nhịn được bật khóc. Người cậu phát hiện ra cô đang có tâm sự gì đó, liền quan tâm mà hỏi Mông Kyu đã xảy ra chuyện gì, hãy nói với mình. Mông Kyu thật lòng nói rằng cô không muốn lấy chồng, cô cảm thấy vị hôn phu có vẻ ghét bản thân mình. Nghe vậy, người cậu liền vô cùng tức tối, nhưng vẫn an ủi Mông Kyu, chuyện đến nước này rồi, nếu như chung sống với nhau, nhất định sẽ nảy sinh tình cảm. Các cuộc hôn nhân do bố mẹ sắp đặt đều như thế này. Người đàn ông lần đầu tiên gặp mặt đã tỏ ra thân thiết với phụ nữ, chẳng có gì tốt đẹp, bởi vì anh ta cũng sẽ dễ dàng làm với những người con gái khác. Cuối cùng cũng đến ngày cô gái lọ lem Mông Kyu tới nhà hào môn, nhưng điều cô kinh ngạc, đó là cô con dâu lớn giống hệt chị gái Mông Hy của mình. Chị A, tiếng gọi của cô nhất thời khiến cho mấy người còn lại vô cùng kinh ngạc. Mông Hy chỉ đánh giá vừa nói, mình không phải chị của cô. Mông Kyu nhất thời cảm thấy bản thân mình có chút thất lễ, vội vàng giải thích rằng bởi vì chị dâu quá giống với chị mình. Chủ tịch tài phiệt bên cạnh cũng không ngừng cảm thán, thật là thần kỳ. Trên bàn ăn, bà Đắc Hy càng thích Mông Kyu, nhưng đến khi Mông Kyu nói cô có thể tới chào hỏi mẹ ruột Huynh Tê được không? Huynh Tê bên cạnh liền vội vàng nháy mắt, ra hiệu với cô đừng nói nữa. Bà Đắc Hy lập tức tỏ ra không vui, ra lệnh cho cô hãy quên người mẹ chồng đó đi. Nhưng Mông Kyu lại kiên quyết muốn đi chào hỏi bà Jong A. Thế là sau bữa ăn, bà Đắc Hy bắt đầu cố ý hạ thấp Mông Kyu, nói Mông Kyu không giống như những gì bà ta tưởng tượng, rồi nói cô ấy vẫn chưa đủ tư cách để bước chân vào nhà của họ, mà Mông Kyu đang đóng giả làm con dâu lớn nhà họ, ra sức bảo vệ em gái, không ngừng khen ngợi Mông Kyu là một cô gái tốt. Chủ tịch tài phiệt thực ra cũng vô cùng hài lòng với Mông Kyu, rồi cảm thán rằng người khiến cô con dâu cả vẫn luôn cao ngạo của họ phải lên tiếng khen ngợi thì quả là đặc biệt. Còn Huynh Tê bên ngoài đang giáo huấn Mông Kyu, đó là sau này không được nhắc đến mẹ của anh trong cái nhà này. Mông Hy đi ra, vừa hay nhìn thấy cảnh tượng này, liền đi lên phía trước chỉ trích Huynh Tê vì sao lại lớn tiếng với vợ chưa cưới của mình. Yêu cầu Huynh Tê mau chóng bỏ cái thói đó đi, ngoan ngoãn làm người. Nhưng khi quay đầu lại, liền dịu dàng nói chuyện với Mông Kyu. Hyun Soo sợ mọi chuyện bại lộ, liền kéo cô ấy rời đi, rồi hỏi rằng sau này cô ấy cứ định nói thay cho em gái mình như vậy sao? Bởi vì vợ anh ta từ trước đến nay chưa từng bảo vệ cho ai khác. Nhưng Mông Hy lại đáp trả rằng chị gái bảo vệ em gái có gì sai. Hisun bị cô làm tức cho đến nỗi không biết nên nói gì. Hai vợ chồng anh hai sau khi tan ca trở về nhà cũng vô cùng thân thiết với cô em dâu mới này, đặc biệt là cô chị dâu. Cô ta hy vọng rằng sau này có thể liên thủ với Mông Kyu đối phó với cô con dâu kiêu căng kia. Phu nhân Đắc Hy cũng hy vọng hai chị em dâu có thể chung sống hòa hợp với nhau. Con rất thích Mông Kyu đó ạ. Vậy thì tốt rồi. Còn thì sao? Hiện tại con vẫn chưa rõ. Nghe thấy câu trả lời này, sắc mặt bà Đắc Hy lập tức xa sầm. Cô chị dâu cũng không thể cười nổi nữa, mà Huynh Tê bên cạnh lại không thể nhịn cười nổi. Ngày hôm sau, Huynh Tê đưa Mông Kyu tới thăm mẹ ruột mình. Bà Jong A vô cùng vui vẻ, đặc biệt làm cả một bàn thức ăn. Mặc dù trước đây bà ấy không hài lòng về cô con dâu này lắm, nhưng nhìn thấy Mông Kyu vừa dịu dàng, hiểu chuyện, cũng không nhịn được mà yêu mến cô. Mông Kyu nói rằng, so với gia đình tài phiệt kia thì ở đây có vẻ thoải mái hơn, lại có cảm giác gia đình nhiều hơn. Nghe vậy, bà Jong A liền cảm động rơi nước mắt, ba người họ như vậy trải qua khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
Đúng là lâu ngày thì ắt sinh tình, Huyền Tê cũng bắt đầu có tình cảm với cô gái Mông Kiêu U, bề ngoài thì yếu đuối, nội tâm lại vô cùng sâu sắc. Lễ cưới của cô nàng lọ lem được cả vào gia đình hào môn, cuối cùng cũng thành sự thật. Chị gái sợ rằng việc mình đóng giả con dâu lớn nhà họ sẽ bị bại lộ, cho nên đã mặc một bộ trang phục trông rất bình thường. Nhìn thấy cô em gái mà bản thân vẫn luôn yêu thương mặc lên trên mình bộ váy cưới xinh đẹp chuẩn bị gả cho người ta, Mông Hy thực sự rất vui mừng. Cô tặng cho em gái những lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Bên ngoài đám cưới khách mời của nhà trai đông đúc hơn bao giờ hết, bên nhà gái lại thừa thớt không có một bóng người. Điều này không tránh được sự so sánh bề thế của hai gia đình. Đám cưới chính thức được bắt đầu, người bố đưa cô con gái quý như báu vật của mình trao lại cho chú rể Huyền Tê, dặn dò anh nhất định phải đối xử tốt với Mông Kiêu U. Người mẹ ở dưới nhìn thấy cảnh này bất giác rơi nước mắt. Cùng với lời tuyên bố trang trọng, đôi vợ chồng trẻ đã hoàn thành xong hôn lễ. Lúc chụp ảnh tập thể, cô dâu liền quan sát xung quanh, đột nhiên hô lớn dừng lại. Chính vào lúc mọi người không hiểu chuyện gì, cô dâu liền rời khỏi vị trí tới nơi mà mẹ ruột chú rể đang đứng để mời bà ấy chụp ảnh. Bà Dòng A cuối cùng cũng có cơ hội tìm được cảm giác tồn tại trong đám cưới con trai, nhưng sắc mặt của Đắc Hy lúc này vô cùng khó coi. Điều này cũng có nghĩa là sau này cuộc sống của Mông Kiêu ở nhà gia đình chồng sẽ không dễ dàng. Nhưng Huyền Tê lại bị hành động này của cô làm cho cảm động. Anh càng ngày càng thích thú với cô gái có vẻ ngoài dịu dàng nhưng bên trong là một nữ cường thực thụ. Tuy nhiên, tuần trăng mật của họ không hề vui vẻ. Chú rể bỏ lại cô dâu ở nhà, còn bản thân thì ở bên ngoài cùng cô gái khác mua vui. Thôi thì ai nấy tự chơi đi nhé, sau khi về nước sẽ gặp lại nhau ở sân bay, chúc cô có một kỳ nghỉ vui vẻ. Huyền Tê cũng biết với tính cách của vợ mình sẽ không tố cáo anh, càng sẽ không ly hôn. Sau khi về nhà, họ tỏ ra bộ dạng ân ái vì để bố mẹ cảm thấy rằng mình đã gả đúng người rồi. Lúc chia tay, mẹ Mông Kiêu không ngừng rơi lệ, nhưng mẹ cô còn không biết những ngày tháng sau này của cô còn khổ cực hơn nhiều. Người bố không có thu nhập cũng đem tất cả số tiền mà mình tích góp được cho con gái. Tình cha như núi Thái Sơn, mặc dù âm thầm không nói gì nhưng vô cùng vĩ đại. Mông Kiêu của chúng ta, bảo bối của bố. Hai vợ chồng mới cưới tới nhà mẹ ruột Huyền Tê ở một đêm, bà Dòng A quan tâm hỏi tuần trăng mật của hai vợ chồng thế nào. Mông Kiêu không giấu giếm, thẳng thắn nói rằng Huyền Tê đưa người phụ nữ khác đi du lịch. Bà Dòng A nghe xong thì vô cùng tức tối, giáo huấn con trai một trận rồi lại cầu xin Mông Kiêu đừng nói chuyện này với gia đình tài phiệt. Bà ấy lo rằng nếu để chủ tịch biết được, Huyền Tê sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Mông Kiêu đương nhiên cũng biết rõ chuyện này, cho nên chỉ nói chuyện này cho một mình bà Dòng A mà thôi. Ngày hôm sau, hai vợ chồng họ chính thức chuyển vào nhà. Chủ tịch nói rằng mình rất hài lòng với Mông Kiêu, dặn dò Huyền Tê nhớ phải đối xử tốt với cô. Trong phòng bếp, chị dâu vẫn luôn canh cánh về thái độ trước đây của Mông Kiêu. Nhân cơ hội này mà nói với mẹ, hôm qua Mông Kiêu đã ở nhà của bà Jong A, từ đó mà làm xa cách mối quan hệ của Mông Kiêu và mẹ chồng. Cô ta biết quan hệ của bà Đắc Hy và Huyền Tê trước nay vẫn như nước với lửa. Sau đó bà Đắc Hy liền tìm đến Mông Kiêu, nói ra thân phận của mình. Để biết rằng trong nhà này, cô ta chỉ có một người mẹ chồng duy nhất là bà ta. Huyền Tê cũng thêm dầu vào lửa mà tới chế giễu cô. Giờ thì cô đã biết gia đình tài phiệt khó sống thế nào chưa? Sự thật đúng là như vậy. Mông Kiêu tới giúp làm cơm cũng bị mẹ chồng chê bai, chị dâu dùng ánh mắt chế giễu liếc cô. Ngày hôm sau, bà Jong A liền gọi điện mời Mông Kiêu ra ngoài chơi, nhưng đối diện với ánh mắt dò xét của bà Đắc Hy, Mông Kiêu vì sợ hãi nên chỉ có thể vội vàng tắt điện thoại. Bà Đắc Hy yêu cầu cô lần sau không được gọi điện cho bà Jong A nữa. Nhìn thấy Mông Kiêu không nghe lời, bà Đắc Hy bắt đầu nổi cơn thịnh nộ, chị dâu liền giả vờ tới an ủi Mông Kiêu, mà bà Jong A bị ngắt điện thoại, đích thân tới mời Mông Kiêu đi chơi. Bà Đắc Hy mồm thì nói để Mông Kiêu quyết định, nhưng thực tế lại dùng ánh mắt để ám thị rằng nếu cô đi thì chết chắc. Mông Kiêu chỉ đành áy náy từ chối. Còn bà Jong A lại cảm thấy bản thân mình bị phản bội, phẫn nộ mà chỉ trích cô là kẻ lạ mặt mới đây mà đã thay lòng đổi dạ rồi. Nhưng nào biết, Mông Kiêu thực sự có nỗi khổ khó nói. Nửa đêm, bố chồng nhìn thấy tối muộn rồi mà Mông Kiêu vẫn đang chơi chồng về. Nhìn thấy gương mặt buồn bã của cô, bố lo lắng mệt mỏi, sau đó liền gọi điện cho cậu con trai đang lêu lổng ở ngoài của mình, rồi ra lệnh cho cậu ta phải nhanh chóng về nhà trong 30 phút. Mà chủ tịch tài phiệt càng nhìn con trai lại càng cảm thấy cậu ta vô dụng, sau đó liền rút xếp ra đánh cho cậu một trận, rồi đổi Huyền Tê về phòng nhận lỗi với vợ. Mông Kiêu nói rằng mình không hề tố cáo anh ta về bố. Nhưng Huyền Tê đương nhiên là không tin, cũng không thèm quan tâm tới cô. Ngày hôm sau, Mông Kiêu bởi vì lần trước từ chối bà Jong A mà cảm thấy vô cùng áy náy nên lấy hết dũng khí để xin bà Đắc Hy cho mình gặp bà ấy. Đối diện với vẻ mặt đáng thương của cô con dâu, bà Đắc Hy không hề mềm lòng, kiên quyết không chịu thả người. Bên này chủ tịch tài phiệt tìm đến chỗ bà Jong A để bà ấy giúp mình sửa thói quen xấu hay đi đêm của Huyền Tê, nhưng bà ấy chế giễu mà nói rằng dù gì thì cậu ấy cũng không phải đứa con nối nghiệp của ông ta. Tới tối, Mông Kiêu vừa nằm xuống, Huyền Tê liền quay người sang bên kia. Nhìn thấy người chồng kẻ lạnh với mình như vậy, Mông Kiêu muốn cùng anh ấy nói rõ chuyện này. Anh biết thế nào là yêu không? Nếu thực sự yêu một người thì hãy lấy hết dũng khí tới trước mặt bố mẹ cô ấy. Cô nói gì vậy? Đó không phải là yêu. Ngày hôm sau, Mông Kiêu kiếm cớ ra ngoài gặp bà Jong A mà nói rằng hình như Huyền Tê thực sự rất yêu cô gái kia. Jong A nghe vậy vô cùng hoang mang, cũng không mang đến nhiều hiểu lầm trước kia. Lúc này điều quan trọng là phải liên thủ với con dâu đuổi tiểu tam đi, rồi nói với Mông Kiêu rằng con trai mình chỉ nhất thời hồ đồ, chỉ là một người chưa hiểu tình yêu là gì. Cầu xin Mông Kiêu đừng nói chuyện này cho gia đình tài phiệt, bà sẽ giúp cô giải quyết mọi chuyện. Anh ấy nói tuyệt đối sẽ không chia tay với cô ta. Vì sao? Hình như là họ có cùng nỗi đau với nhau.
chung nỗi đau sao. Tới tối, bà liền đánh cho Huynh Tê một trận tơi bời rồi yêu cầu con trai, nếu đã kết hôn rồi, không được gặp tiểu tam nữa. Bản thân có vợ tốt như vậy, chẳng lẽ không thích sao? Nhưng Huynh Tê lại kiên quyết nói, anh chỉ yêu mình cô gái kia thôi, sống chết không chịu chia tay với cô ta. Con người con, bởi vì là con trai của tiểu tam, cho nên mới yêu đương với một người thứ ba đúng không? Lại còn là người đàn ông đã kết hôn rồi, con làm như vậy, vợ có thể đối xử tốt với con sao? Sáng sớm, ba cô con dâu cùng nhau học cắm hoa, chị gái nhìn thấy Mông Kiêu buồn bã mà vô cùng lo lắng, nên hỏi cô có phải bị ai bắt nạt không. Chị dâu Thứ liền ở bên chê bai Mông Kiêu hạ đẳng, Mông Hy ở bên cạnh lập tức đáp trả thay cho em. Cuộc chiến của họ cũng vì thế mà nổ ra. Chị gái nói với Mông Kiêu, sau này nếu bị chị dâu bắt nạt cứ nói với mình sẽ có cách xử lý người phụ nữ này. Vì khâm phục nên chị dâu đã đi tìm mẹ của Mông Kiêu, cố ý nói Mông Kiêu đang bị mẹ chồng bắt nạt. Điều này khiến cho mẹ cô vô cùng lo lắng, vốn định gọi điện thoại cho cô để hỏi han tình hình nhưng lại sợ rằng vì cuộc gọi này mà con gái bị mắng. Bạn đã nhìn thấy người mẹ chồng nào ngầu như thế này chưa? Nhìn thấy tiểu tam bắt nạt con dâu, không nói nhiều lời, trực tiếp xông lên nắm lấy đầu của cô ta, dạy cô ta cách làm người, đừng có đi làm tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Hóa ra vào ban nãy, bà Dòng A xông thẳng vào nhà mà đưa con dâu đi, rồi lại hẹn người phụ nữ bên ngoài của con trai ra, nhưng đi đến cửa, Mông Kiêu lại chùn bước. Cô sợ nếu như để Huynh Tê biết thì không hay, nhưng mẹ chồng lại vỗ ngực mà nói rằng chuyện này bản thân bà ấy là người hiểu rõ nhất, cô chỉ cần nhìn thấy bà ấy biểu diễn là được rồi. Đối diện với sự khiêu khích của tiểu tam, Mông Kiêu còn quá non trẻ nên không biết nói gì, nhưng mẹ chồng bên cạnh thay cô bất bình, nhìn thấy những lời khiêu khích của tiểu tam, Mông Kiêu yếu đuối, không hề có định đáp trả, bởi vì nghĩ đến cô mà tình yêu của chúng tôi càng nóng bỏng hơn. Đồ điên nhà cô, đang nói vớ vẩn gì thế hả? Cái gì yêu càng nóng bỏng hơn, sau đó thích cảm giác nóng bỏng gì chứ? Muốn thử không? Vì không thể nhìn tiếp được nữa nên mẹ chồng trực tiếp ra tay. Dừng tay lại mẹ ơi! Các người nhớ kỹ lấy, tôi sẽ nói cho Huynh Tê biết. Bà trong ai dặn dò Mông Kiêu, có chuyện gì nhất định phải nói cho mình. Bà cũng cảm ơn sự việc lần này khiến cho quan hệ của hai mẹ con họ trở nên gần gũi hơn. Mà Mông Kiêu cũng nhận ra bản thân mình không phải là người hoàn toàn cô độc. Nhưng khi về đến nhà, cô lại càng thảm hơn, không những bởi vì ra ngoài cùng với bà Jong A mà bị mẹ chồng tra hỏi. Hơn nữa sau khi nhận được tin nhắn của tiểu tam, Huynh Tê cũng lập tức tới tìm tính sổ cô. Huynh Tê chỉ trích cô ấy vì sao làm lớn chuyện này lên, bảo cô an phận làm con dâu nhà tài phiệt là được rồi. Mông Kiêu liền nói rằng anh hãy nói nhỏ một chút, đừng để người khác nghe thấy. Huynh Tê không những không nghe mà cố tình nói lớn, để tôi nói lại cho một lần nữa, cô ấy là người tôi yêu. Là ai? Cuối cùng thì chuyện này cũng đã bị bà Đắc Hy biết được. Mông Kiêu hiểu chuyện, cầu xin bà Đắc Hy đừng nói với chủ tịch, nhưng bà lại không quan tâm đến những lời của cô mà dùng điểm yếu này của Huynh Tê cướp mất quyền thừa kế của anh. Giờ phải làm sao? Nếu như tôi bị đuổi ra ngoài, cô hãy ngoan ngoãn ở đây mà làm con dâu một mình đi nhé. Trái tim của Mông Kiêu cũng bị gia đình này làm cho chằng chịt vết thương. Nhìn thấy tin nhắn hỏi thăm mình của mẹ, cô lại càng đau lòng hơn. Cô muốn tâm sự chuyện này với mẹ, nhưng khi ấn nút cô lại tắt đi. Cô không dám nói với người nhà rằng bản thân mình sống không hề hạnh phúc. Mông Kiêu ngẫm nghĩ rằng chẳng lẽ con đường này mình đã đi sai thật rồi. Tổ trưởng Jun vì không nhận được tin tức của con gái mà lúc làm việc cũng không tài nào tập trung được. Chủ tịch tài phiệt sau khi biết bà ấy nhớ nhung con gái liền ra lệnh cho bà Đắc Hy thả con dâu ra. Cặp mẹ con lâu ngày chưa gặp mặt, sau này lâu lắm rồi mới có cơ hội gặp nhau. Mẹ hỏi Mông Kiêu sống ở gia đình chồng có quen không, nhưng cô lại né tránh câu hỏi đó mà chỉ nói rằng mình rất muốn về nhà, rất nhớ cuộc sống trước đây khi còn ở nhà. Cô muốn quay về phòng mình để ngủ một giấc thật ngon. Người mẹ suy nghĩ đơn giản, còn cho rằng con gái chỉ tạm thời chưa quen nên không để tâm những lời của cô. Trên đường đi, Mông Kiêu hỏi mẹ mình được gả vào gia đình tài phiệt rồi, mặc trên người toàn hàng hiệu thì bà có vui không? Mẹ nói so với lúc nghèo khó thì đương nhiên là bà vui. Nhìn thấy mẹ vui vẻ như vậy, Mông Kiêu cảm thấy những nhẫn nhịn của bản thân rất đáng giá. Bà Đắc Hy biết được chuyện dây dưa với phụ nữ bên ngoài là điều cấm kỵ nhất của chủ tịch, cho nên cố ý dùng việc Huynh Tê có người phụ nữ khác bên ngoài uy hiếp Mông Kiêu, ra lệnh cho cô mau chóng đoạn tuyệt với bà Jong A. Mà bà Jong A lúc này đang giáo huấn con trai, sao lại qua lại với thứ hồ ly như thế? Con có biết con nhỏ đó giống hệt một con hồ ly, nó đã nói gì với vợ con không? Cô ấy nói yêu con thì sao hả? Cô ta nói nghĩ đến vợ con thì lúc ngủ với cô ta càng cảm thấy vui vẻ và nóng bỏng. Cái gì cơ? Sau khi biết được chân tướng, Huynh Tê cảm thấy có chút hối hận, khó khăn lắm anh ấy mới hẹn Mông Kiêu ra ngoài. Huynh Tê nói rằng mình vẫn chưa hiểu rõ ràng Mông Kiêu vì bố mẹ cho nên mới nhẫn nhịn mà gả cho anh ta, rồi giải thích rằng chuyện tối qua chỉ do anh quá nóng giận thôi, nhưng bản thân anh cũng có mối tình kéo dài 5 năm nên khuyên cô đừng có phải lòng với anh. Mông Kiêu nói rằng chỉ cần cô không thích Huynh Tê là có thể sống một cuộc sống yên bình đến cuối đời, nhưng cô chỉ sợ ngộ nhỡ mình phải lòng anh. Có thể Mông Kiêu cũng dần dần bị Huynh Tê thu hút, bởi vì cô sợ bà Đắc Hy đem chuyện này nói với chủ tịch, cho nên cô và mẹ Huynh Tê chỉ đánh tỏ ra không ưa đối phương. Rồi bà Jong A còn hạ mình cầu xin bà Đắc Hy hãy bỏ qua cho con mình. Nhưng bà Đắc Hy làm sao dễ dàng rơi vào bẫy như thế. Một khi có được điểm yếu rồi, nhất quyết không từ bỏ. Mà sau khi tâm tình với Mông Kiêu vào buổi sáng, Huynh Tê quyết định sau này mình sẽ ngủ dưới đất, giữ khoảng cách với hai người họ. Tưởng rằng anh đã an phận đi ngủ, nào ngờ lại dựng đứng dậy. Sao lại càng nói nhiều chuyện như vậy? Sao cô dám cãi chồng hả? Chồng sao? Tôi nói là Mông Kiêu cầu xin cô, đừng có cười như thế được không? Cuộc đời của tôi càng ngày càng phức tạp. Cái người này, lẽ nào cô là người mang theo sứ mệnh tới trái đất?
Có người con rể ăn chơi sa đọa thế này, không tránh được việc lo lắng sau này sẽ sát nghiệp, cho nên mẹ vợ liền nói với chủ tịch, hy vọng con rể của mình có thể giống như hai người anh trai, có tiền đồ sáng lạn. Chủ tịch cũng cảm thấy lời này rất có lý, sau đó liền hẹn con trai út ra ngoài. Sợ bị mắng nên Huy Tê đưa cả vợ mình theo, hy vọng bố sẽ vì thế mà mắng mình ít hơn. Cho dù có như vậy thì cũng là để cho cô ra ngoài hóng gió một chút, nếu cô cứ ở nhà như vậy thì sẽ bị mẹ kế giày vò cho đến trầm cảm mà phải đi bệnh viện. Giờ anh đang lo lắng cho tôi sao? Chồng thì đương nhiên phải lo lắng cho vợ rồi, chồng của tôi giỏi quá đi mất, cô đang định tôi đấy à? Hai người vì ở bên nhau lâu nên có tình cảm với đối phương. Chủ tịch nhìn thấy con dâu tới nên cảm thấy có chút vui vẻ, cho nên quả thật đã mắng Huy Tê ít hơn. Mông Kiu đề nghị mời cả vợ chồng nhà anh tới để dùng cơm. Chủ tịch đương nhiên là đồng ý, cứ như vậy họ trải qua một buổi tối vui vẻ. Mà bên này, bà Đắc Hy sau khi biết tin, cảm thấy mình bị cho ra rìa. Anh hai cũng vì thế mà cảm thấy vô cùng tức tối. Sau khi về nhà, bà Đắc Hy chỉ trích chồng thiên vị hai người con còn lại, nhưng chủ tịch lại cho rằng mình đơn thuần muốn dạy dỗ cậu con út một chút. Sau khi biết được tổ trưởng Jun đang muốn vực dậy Huynh Tê, bà Đắc Hy tức tối mà nhanh chóng gọi con dâu tới để bàn mưu tính kế. Bà hối hận vì đã lựa chọn người con dâu như Mông Ki U, rồi cho rằng mẹ của Mông Ki U cũng là người rất tâm cơ. Vậy mà lại muốn con rể của mình nắm quyền để hưởng lộc, mà người chị dâu sợ rằng địa vị của chồng mình cũng sẽ bị ảnh hưởng, liền đi tới chất vấn Mông Ki U. Kiều Kỳ mà hạ thấp gia đình nhà cô chỉ là một chú chó đáng thương mà thôi. Lúc này, Hin Tae liền tới bảo vệ vợ, vợ chỉ trích chị dâu vì sao bắt nạt Mông Ki U, anh trai đi tới gặp vợ mình, cuộc chiến của hai chị em cũng vì thế mà nổi lên, sao lại bắt nạt cô ấy chứ, đã muộn thế này rồi, rốt cuộc có chuyện gì? Chủ tịch gọi điện cho mọi người đến họp gia đình, anh hai vẫn luôn nắm quyền điều hành công ty trong tay, vô cùng bất mãn với việc bố cho anh cả vào công ty, cho dù anh cả chỉ là một nhân viên nhỏ bé, anh vẫn cảm thấy địa vị của bản thân bị uy hiếp, giờ lại thêm việc Huy Tê cũng gia nhập vào công ty, cho nên sự bất mãn của anh với bố càng lớn hơn. Chủ tịch nghe thấy vậy, những lời nói của anh ta vô cùng phẫn nộ. Nửa đêm, chủ tịch ngồi dậy, cảm thấy cậu con trai thứ hai thật ích kỷ, vẫn chưa đủ tố chất để trở thành người thừa kế công ty. Nghe thấy những lời này, Đắc Hy liền nói những đứa con gái khác không đủ tư cách, rồi còn cố tình nói chuyện với Huynh Tê, có người phụ nữ khác ở bên ngoài. Dưới sự truy hỏi của chủ tịch, bà Đắc Hy úp mở rồi quay người bỏ đi ngủ trước. Ngày hôm sau, chủ tịch liền nói rằng sẽ sắp xếp cho Huynh Tê tới công ty làm việc và ông ấy sẽ đích thân dạy cho anh. Còn Huynh Tê lại cho rằng bản thân không có bản lĩnh gì cả nên không đồng ý. Bà Đắc Hy liền dùng ánh mắt thâm độc nhắm về phía Huynh Tê, còn bà Giang A bên này sau khi biết tin thì vô cùng vui mừng nhưng lại bị con trai dội cho một gáo nước lạnh. Bà Giang A yêu cầu Huynh Tê lập tức xử lý người phụ nữ bên ngoài của anh ta đi, nhưng Huynh Tê kiên quyết nói rằng mình phải tuân thủ giao ước. Chủ tịch nhìn thấy cậu con trai thứ hai mà sưng mày xỉa với mình thì càng nhìn càng tức tối, rồi còn nói thẳng thừng tuyên bố sẽ tống cổ cậu ra khỏi công ty. Bà Đắc Hy thấy vậy vô cùng lo lắng, vội vàng chạy theo giải thích với chủ tịch. Nhìn thấy chủ tịch thật sự muốn bỏ mặc mẹ con họ trong thời khắc quan trọng, bà ấy cuối cùng cũng sử dụng con bài quyết định trong tay. Vậy thì sau hôm nay ông hãy sống thật tốt với người con trai có phụ nữ khác ở bên ngoài. Chuyện Huynh Tê trang hoa có người phụ nữ khác bên ngoài cuối cùng cũng bị mẹ kế vạch trần, chủ tịch cũng vì chuyện này mà nổi cơn thịnh nộ. Một trận phong ba bạo táp cũng sắp ập đến đầu Huynh Tê. Mông Kiu sợ rằng chồng mình sẽ khó vượt qua được cửa ải này, liền gọi điện thoại cho người chị đang đóng giả con dâu cả nhà để họ cầu cứu. Chủ tịch chính là hình tượng điển hình của điển tích, chỉ quan được đốt lửa chứ nhân dân không được thắp đèn. Bản thân chỉ có thể bên ngoài lăng nhăng nhưng tuyệt nhiên không cho phép con trai được làm như vậy. Người phóng đãng hơn 50 năm như ông ấy vẫn sợ bị người khác dè bỉu nên tức tối mắng mỏ Huynh Tê vì tội lăng nhăng của anh, rồi tuyên bố sẽ đuổi cô anh ra khỏi nhà. Sau đó mẹ Huynh Tê liền đi tới cầu xin chủ tịch tha thứ cho anh. Những người đang nổi cơn thịnh nộ như chủ tịch không hề quan tâm đến những lời đó, trực tiếp ra lệnh cho bà mau chóng đưa con trai đi, còn ông sẽ đi đăng ký kết hôn với bà Đắc Hy, chính thức cho bà một danh phận để xử lý mối quan hệ phức tạp của gia đình họ. Bà Đắc Hy nghe vậy mừng thầm trong lòng, chính vào lúc bà ta vô cùng đắc ý lại bị một hòn đá xuất hiện ngáng chân. Thưa bố, nếu đã chỉnh đốn gia đình này như vậy, thuận tiện con cũng có chuyện muốn nói, liên quan tới chuyện vợ chồng em út, em dâu thứ hãy nói gì đi. Cô chị dâu thứ bị điểm mặt gọi tên liền suy tính lại một hồi lâu, sau khi do dự cô ta liền nói đây chỉ là hiểu lầm mà thôi, rồi giải thích rằng lúc đó mình nghe nhầm, Huynh Tê và người phụ nữ đó không có quan hệ như mọi người nghĩ. Bà Đắc Hy sau khi bị con dâu phản bội vô cùng tức tối, lớn tiếng nói cô đang nói gì vậy, cho nên hình như là mẹ nghe nhầm rồi. Cái gì cơ? Nghe đến đây, chủ tịch liền tìm bà Đắc Hy hỏi tội, bà ta cũng không ngờ rằng bản thân mình như vậy lại bị người tín nhiệm tàn nhẫn hãm hại, miếng thịt thơm vừa đến miệng cũng vì thế bay mất. Hóa ra cô con dâu thứ không hề đơn giản, trước đây chính cô ta là người cướp bạn trai của Mông Hy, để được gà vào gia đình tài phiệt mà bỏ rơi chồng và con. Mông Hy uy hiếp cô ta, nếu không xử lý chuyện này tốt thì sẽ đưa con trai cô ta tới trước mặt chủ tịch. Vì bị nắm trúng điểm yếu nên cô ta chỉ có thể nghe theo lời Mông Hy. Bỏ xuống lớp ngụy trang, Mông Hy dịu dàng ôm lấy em gái, quan tâm mà hỏi cô ấy có phải đã chịu nhiều tủi hơn rồi đúng không? Và hứa với Mông Ki U rằng sau này sẽ giúp cô giải quyết việc của Huynh Tê. Sau đó liền ra lệnh cho Huynh Tê nhanh chóng xử lý người phụ nữ kia cho tốt. Nhìn thấy cậu ta vẫn còn cố biện minh, Mông Hy liền nắm lấy cổ áo của Huynh Tê và nói rằng trước khi bố cậu tìm cậu tính sổ, tôi sẽ xử lý trước.
mà cô chị dâu ác độc cuối cùng cũng gặp quả báo. Người chồng nhạy bén cũng bắt đầu nghi ngờ hành động bất thường của cô ta. Nghe thấy những lời này của mẹ, anh hai liền suy tư một hồi lâu, vì để bản thân không bị đuổi khỏi công ty, người vốn quen không cúi đầu như anh ta, cuối cùng cũng phải hạ mình cầu xin bố tha thứ. Chủ tịch đồng ý tha thứ, khuyên anh ta rằng sau này phải rộng lượng hơn với người có thể đảm đương được những chức vụ cao. Huynh Tê bên này cũng hùng hổ, tuyên bố với Mông Kyu rằng cầu xin bố vẫn luôn là tuyệt chiêu của anh trai. Bởi vì lần nào, ông ấy cũng đều tha thứ cho bản thân. Huynh Tê còn cho rằng bố mình thật đơn thuần, Mông Kyu còn tưởng là thật. Hai người họ hòa hợp cùng nhau dọn dẹp hoa trong sân nhà, nhìn trông giống một đôi vợ chồng son, đến khi Huynh Tê bắt đầu giở trò xấu, chậm chậm hướng vòi nước về phía Mông Kyu. Anh làm gì vậy? Ướt hết quần áo rồi này. Trời ạ, chẳng có chút thú vị nào cả, sao cô lại tệ nhạt như vậy? Anh nói gì? Một người đàn ông trêu chọc cô. Cô nên kêu là, ôi mẹ ơi! Làm nũng như vậy mới đúng, sao lại nói là anh ta làm gì vậy? Bạn từng nhìn thấy người vợ nào giỏi nhẫn nhịn như thế này chưa? Nhìn thấy người chồng trăng hoa, không những không có tiền mà còn có tình nhân bên ngoài. Vậy mà lại lấy số tiền mà bản thân không tiết kiệm được mình để giúp anh ấy giải quyết nỗi khổ tâm. Nhưng Huynh Tê lại từ chối cô. Anh giải thích rằng sao có thể lấy số tiền mà bố vợ đã phải vất vả kiếm ra cơ chứ? Nếu đã lo lắng như vậy thì mau đi ra ngoài xem đi, body của cô ấy mới bốc lửa làm sao? Người đàn ông nào nhìn thấy cô đều không thể rời mắt, đúng là tức chết mà. Sao tức sao? Đúng là thô tục. Chủ tịch tài phiệt yêu cầu ba cậu con trai cùng nhau đi cắm trại để giúp mối quan hệ của họ trở nên tốt hơn. Trong lúc dã ngoại, Huynh Tê vì để nhặt trước mặt của vợ mình, đặc biệt nhận phần việc vất vả nhất. Đúng là ngầu quá. Lúc ăn trưa, nhìn thấy bà chị dâu đút đồ ăn cho anh hai, Huynh Tê bảo, Mông Kiều cũng mau học hỏi chị dâu. Dứt lời cô liền hành động lén lút, bỏ thật nhiều tỏi vào trong gỏi rau, học theo hành động của chị dâu tình tứ đút cho Huynh Tê, mà Huynh Tê không biết gì, vui vẻ đón nhận niềm hạnh phúc này. À, cái gì đây hả? Nước nước. Hành động này của Huynh Tê khiến tất cả mọi người đều bật cười. Sau khi ăn xong, ba anh em bọn họ vui vẻ bắt đầu cuộc chiến dưới nước. Lúc này bọn họ dường như đã quên những mâu thuẫn và hiềm khích trước kia. Sau khi chơi xong, Mông Kiều dịu dàng choàng khăn lên cho Huynh Tê, không ngừng kêu ca anh ta sao lại giống trẻ con như vậy. Nhìn thấy Mông Kiều lo lắng cho mình như vậy, Huynh Tê liền bảo cô lau tóc cho mình. Thế là Mông Kiều liền cầm khăn lên mà lau tóc cho anh. Huynh Tê cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác hạnh phúc này. Khóe miệng của Mông Kiều không ngừng mà cong lên, nhưng khi Huynh Tê mở mắt ra, ánh mắt hai người chạm nhau, cả hai liền rơi vào không khí ngại ngùng. Tình tiết này cũng nói với những ai đang cô đơn rằng sau này nếu có rơi vào hoàn cảnh này, nhớ nhắm bắt cơ hội để tận hưởng tình yêu. Tới tối, hai anh em ngồi nói chuyện cùng nhau. Anh hai nói ra những lời thật lòng với Huynh Tê. Sau khi biết được từ trước tới nay Huynh Tê chưa từng ghét bỏ mình, Hiếu Duyên cũng bắt đầu có cái nhìn khác về em trai. Sau khi quay về nhà, anh hai chủ động đề nghị Huynh Tê hãy tới làm việc ở văn phòng của mình. Bản thân anh sẽ đích thân dạy dỗ cậu. Chủ tịch cảm thấy lần dã ngoại này, Hiếu Duyên thực sự đã trưởng thành rồi. Ông không thể có cái nhìn khác về anh ấy, nhưng Huynh Tê lại nhất quyết không chịu làm. Cảm thấy một khi đi rồi sẽ bị người khác giày vò, nhưng Mông Kiều lại hy vọng anh có thể trưởng thành lên, nỗ lực làm việc chứ không phải là cả ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng. Huynh Tê nói rằng anh phải trở thành một người bất thường mới không khiến bản thân trở thành mục tiêu trong mắt mẹ kế. Bản thân anh có thể yên bình sống qua ngày. Câu chuyện kết hôn xong mới yêu của cặp đôi này tiếp tục đến rồi đây. Anh không muốn ngủ dưới đất nữa. Nhưng ai bảo bản thân anh là người quy định này cơ chứ, cho nên Huynh Tê chỉ đánh lăn lết mấy vòng này qua vòng khác, không nữa rời xa chiếc giường ấm áp. Mông Kiều ở một bên vui vẻ bật cười, khung cảnh vốn dĩ đang rất ngọt ngào. Bỗng nhiên một cuộc điện thoại đã phá vỡ bầu không khí. Huynh Tê cầm điện thoại lên, vừa nhìn liền phát hiện ra đó là người thân tình bên ngoài của mình. Anh ngại ngùng nhìn về phía Mông Kiều, sau đó thấp thỏm bắt máy. Mông Kiều nhìn thấy chồng mình làm như vậy, trong lòng như có ngàn dao đang đâm vào trái tim của cô. Hai vợ chồng họ thực sự vẫn tồn tại một cách ngăn cản không thể phá bỏ, mà bà Jung A bên này đang cầu xin bà Đắc Hy hãy để Hyun dạy dỗ Huynh Tê thật tốt, nhưng bà Đắc Hy lại yêu cầu Jung A rời khỏi đây. Làm điều kiện giao dịch bà làm vị trí của bà ấy không uy hiếp, bà ấy không phải phá hỏng cuộc đời của Huynh Tê. Bà Jung A nghe xong suy nghĩ hồi lâu, vì tương lai con trai bà đưa ra quyết định. Huynh Tê sau khi biết tin mẹ sẽ rời khỏi nơi này mà nổi cơn thịnh nộ, trách cứ bà ấy vì sao lại tự mình quyết định mà hy sinh vì bản thân anh. Bà Jung A dạy dỗ con trai, lẽ nào cả đời này anh cứ định lêu lổng như vậy mãi sao? Bởi vì cuộc sống hiện tại của anh chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn, bà cũng tự trách. Bởi vì không dạy dỗ con trai tốt nên mới khiến Huynh Tê biến thành bộ dạng thế này. Cho nên lần này, bà muốn cố gắng cứu vãn cục diện này. Nhưng Huynh Tê làm sao có thể yên tâm để mẹ mình một mình rồi đi. Anh nói rằng bản thân anh đã chuẩn bị một vé làm kẻ vô dụng. Mẹ cứ ở bên con như vậy không phải là tốt đó sao? Mông Kiều liền giữ bà Jung A lại. Chúng ta hãy cùng nhau sống cuộc sống như thế này đi mẹ. Sao con cũng vậy hả? Nhìn anh ấy như vậy thật đáng thương. Mẹ cảm thấy còn đau lòng hơn con gấp mấy lần. Sau khi về nhà, Huynh Tê liền lấy rượu dài sâu, hy vọng có thể giúp rượu làm liền nỗi đau trong tim. Mông Kiều nhìn thấy vậy thì liền chạy tới hớt hải ngăn anh lại. Mặc dù bản thân vô cùng đáng thương, nhưng cô càng thương người chồng đang ngồi trước mặt mình hơn. Cô an ủi Huynh Tê rằng mình sẽ luôn ở bên cạnh anh và sẽ không để mẹ anh cô độc rời đi. Chủ tịch bên này sau khi biết chuyện cũng nổi cơn thịnh nộ, yêu cầu bà Đắc Hy hãy biết điều một chút. Ông cảm thấy bà không gây chuyện là không chịu được. Mẹ kế thấy thế liền giận ngược chủ tịch. Vì không đạt được mục đích nên bà ta lại tìm tới con dâu thứ, lén lút lên kế hoạch chuẩn bị ra tay với Huynh Tê, rồi ra lệnh con dâu mau tới tìm mẹ của Mông Kiều. Người mẹ vợ này sau khi biết được người con rể mà mình luôn tin tưởng lại có tình nhân bên ngoài,
Lại cộng thêm việc người phụ nữ này ở bên cạnh không ngừng thêm dầu vào lửa vì không chịu nổi sự đả kích này mà ngã gục xuống đất mà ngất lịm đi. Sau khi về nhà, bà nói chuyện này cho mọi người biết, tất cả mọi người đều thở dài ngao ngán rồi lại cùng nhau bàn bạc xem Mông Kiu nên phải làm sao. Đặc biệt, người mẹ vô cùng tự trách bản thân, cảm thấy bản thân mình đã tự tay đẩy con gái vào con đường này. Chị gái Mông Hy sau khi biết chuyện huynh tê có người phụ nữ khác bên ngoài thì vô cùng tức tối, trực tiếp hóa trang thành con dâu nhà tài phiệt tới tìm cậu để tính sổ, cho tới khi huynh tê bị một bạt tai, nhất thời khiến cho mọi người vô cùng kinh ngạc. Huynh Du dùng thân phận của anh trai để dạy dỗ huynh tê, yêu cầu anh hãy mau chóng xử lý người phụ nữ bên ngoài. Chủ tịch tài phiệt không những không trách móc, ngược lại còn cảm thấy Huynh Du làm rất đúng, cổ vũ anh ấy hãy dạy dỗ cho em trai thật tốt. Sau khi mọi người rời đi, huynh tê liền tự nhủ, sao bản thân anh lại nỡ thành cái thùng để cả nhà chút giận vậy chứ. Khi quay về phòng, Huynh Tê liền ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng của mình ở trong gương, mà mang trên mình biết bao nỗi tủi thân và bất lực. Mông Cừu đi vào trong, đau lòng nhìn một bên má đã ẩn đỏ của mình, quan tâm và chườm đá cho Huynh Tê, nhưng Huynh Tê lại cho rằng bản thân mình làm sai nên không có tư cách hưởng thụ. Được rồi, để tôi tự làm. Lần trước, chủ tịch đã vô tình nhìn thấy bố Mông Cừu đang làm nhân viên lái xe thuê. Sau khi biết được gia cảnh nhà Thông gia cũng không khá giả gì, chủ tịch liền muốn giúp đỡ gia đình của họ, thế là ông hẹn bố của Mông Kiu ra ngoài. Nhưng bởi vì chuyện của Huynh Tê nên chủ tịch đã bị bố Mông Kiu giáo huấn trong một trận. Chủ tịch cảm thấy thể diện của mình bị xúc phạm trầm trọng, rốt cuộc là ai, chủ tịch đang nóng giận nên vừa về nhà liền đi tới xử lý của con dâu nhiều chuyện, sau đó còn tuyên bố rằng nếu như còn có lần sau nữa thì sẽ lập tức đuổi cô ra khỏi nhà. Sau khi biết được nhà vợ đã biết chuyện mình có tình nhân bên ngoài, Huynh Tê nằm trong phòng vô cùng bất an. Anh cảm thấy bản thân sau này không còn mặt mũi để gặp người thân nhà Mông Kiu nữa. Vì quá sầu não, Huynh Tê không thể nuốt trôi cơm. Mông Kiu không hiểu nổi anh vẫn còn quan tâm đến cảm nhận gia đình nhà cô sao. Mà bên này, chủ tịch tài phiệt ra lệnh cho bà Đắc Hy đích thân tới xin lỗi mẹ Mông Kiu, nhưng bà ta bỏ lớp mặt nạ ra để lộ bộ mặt thật của bản thân. Tổ trưởng Jun không những không nhận được bất cứ lời xin lỗi nào mà còn phải nghe những lời cố ý hạ thấp con gái mình. Bà Đắc Hy nói giờ có thể đuổi Mông Kiu đi bất cứ lúc nào, rồi nói rằng bản thân mình không hề hài lòng về cô con dâu này. Tổ trưởng Jun nghe xong thì vô cùng phẫn nộ, hận không thể xé nát người phụ nữ này thành trăm mảnh. Qua chuyện lần này cũng khiến cho bà nhận ra bộ mặt thật của phu nhân tài phiệt. Bà Yang A thấy vậy liền ra mặt, cảm thấy bà Đắc Hy đang cố ý thêm dầu vào lửa. Nếu bà ta không đến để xin lỗi thì mau đi đi, dù gì cũng không phải con trai của bà ta. Mẹ Đắc Hy nhân cơ hội đó mà thực sự bỏ đi, đổi sang một nơi khác. Bà Yang A cầu xin nhà Thông gia hãy cho con trai của mình một cơ hội, rồi nói rằng bà rất thích Mông Kiu, sẽ khuyên Huynh Tê xử lý người phụ nữ kia đi. Sau đó, mẹ Mông Kiu đã tới tố cáo thái độ của bà Đắc Hy với chủ tịch. Sau khi về nhà, chủ tịch lập tức dạy dỗ cho bà ta một trận, nhưng bà ta vẫn vờ vịt nói rằng bản thân mình chỉ muốn tốt cho Huynh Tê mà thôi. Nói không lại nên chủ tịch đã bảo bà ta mau tới bệnh viện để kiểm tra đầu óc. Sáng hôm sau trong bữa ăn sáng, chủ tịch nói cho phép Mông Kiu về thăm gia đình mình và ngủ qua đêm ở đó. Huynh Tê cảm thấy lúc này không phải thời điểm thích hợp để anh gặp gia đình nhà vợ, nhưng trước sự cứng rắn của bố, anh chỉ đành im lặng đi cùng Mông Kiu. Nhưng trước khi đi cùng với Mông Kiu về nhà, Huynh Tê liền dùng Mông Kiu đi gặp tình nhân bên ngoài của mình để xem phản ứng của cô tình nhân khi Huynh Tê nói lời chia tay. Huynh Tê hẹn gặp tình nhân ở một quán nước, khi cô ta đến, chưa để Huynh Tê mở lời, cô đoán trước được Huynh Tê hẹn gặp mình để chia tay. Cô hất cho Huynh Tê một cốc nước vào mặt và nói nhất quyết không muốn chia tay. Cô muốn Huynh Tê bỏ trốn cùng với mình, nhưng Huynh Tê còn mẹ của mình nên không thể cùng cô bỏ trốn. Cuối cùng trước sự kiên quyết đó chia tay của Huynh Tê, Tiểu Tam lấy ra một lọ thuốc trừ sâu, vặn nắp đó kết thúc cuộc đời của mình. Huynh Tê ngăn cô nàng lại và tỏ ý quyết tâm sẽ chết cùng cô nàng. Khi anh đưa chai thuốc trừ sâu lên định uống, mong Mông Kiu chạy đến ngăn cản. Nhìn thấy Mông Kiu xuất hiện ở đây, Tiểu Tam biết rằng cô đi cùng Huynh Tê đến đây nên vô cùng tức giận bỏ đi. Trước khi đi, không quên buông lời cảnh cáo dành cho Huynh Tê. Sau đó, Huynh Tê kể cho Mông Kiu nghe lý do vì sao anh không chia tay với Tiểu Tam. Huynh Tê ở nhà bị mẹ kế dẫm đạp, còn bố thì luôn đánh đập anh ta. Nhưng ở ngoài, cô ấy luôn kề bên Huynh Tê, giúp anh giữ lại một chút tự hào còn sót lại của bản thân. Vì vậy, Huynh Tê đã từng nghĩ anh có thể sẵn sàng chết vì cô ấy cho đến khi anh gặp được Mông Kiu. Mông Kiu nghe đến đây thì biết rằng Huynh Tê và Tiểu Tam kia rất yêu nhau. Cô buồn bã đứng lên và đi về nhà. Huynh Tê vội vàng đi theo Mông Kiu. Anh rụt rè nắm tay của Mông Kiu. Tôi có thể nắm tay cô chứ? Mông Kiu không trả lời nhưng cũng không buông tay ra. Trong lòng cô có một chút cảm giác hồi hộp khó tả. Huynh Tê đưa Mông Kiu đến trước cửa nhà rồi chào tạm biệt định đi. Mông Kiu dù anh đi vào nhà nhưng Huynh Tê nhất quyết từ chối. Anh lo sợ chuyện nhà Mông Kiu đã biết anh có tình nhân bên ngoài, họ sẽ xử lý anh. Huynh Tê đi đến gặp mẹ mình. Bà Yong A hỏi han tình hình con trai, có đưa Mông Kiu về nhà cẩn thận không. Huynh Tê kể cho mẹ chuyện mình gặp anh vợ. Bà Yong A cảm thấy người nhà Mông Kiu thật rộng lượng khi không tẩn cho thằng con trai lăng nhăng của mình một trận. Sau đó, bà Yong A hỏi con trai định tình thế nào với Tiểu Tam. Huynh Tê rất đau đầu vì mỗi khi anh muốn nói lời chia tay thì Tiểu Tam kia lại đòi thăng thiên. Bà Yong A đề nghị con
trai, hãy cứ để cho tiểu tam đó thăng thiên luôn đi. Mọi người trong nhà Mông Ki-u hỏi thăm cô về người con rể lăng nhăng kia, nhưng Mông Ki-u vội lảng sang chuyện khác để mọi người không nói chuyện của mình nữa. Nhưng khi bà Jun hỏi Mông Ki-u Win-tae có người phụ nữ bên ngoài không, thì Mông Ki-u đã thẳng thắn trả lời là có. Nhưng cô cũng nói rằng cô không làm gì được cả, vì trong cuộc sống không thể ép buộc mọi thứ theo ý mình. Mọi người cho rằng Mông Ki-u đã bị tổn thương quá nhiều, nhưng không chịu ly dị vì số tiền mà gia đình đã chi cho việc cưới xin của cô. Bà Jun liền đi đến nói chuyện riêng với Mông Ki-u. Bà hỏi cô có phải vì số tiền cưới nên mới không đồng ý ly dị không, nhưng Mông Ki-u lại nói sợ mất mặt mẹ và gia đình nên cô không muốn. Đúng lúc này, Mông Hy đi làm về, hai chị em liền rủ nhau đến quán quen của hai người. Mông Ki-u là vợ của Win-tae nhưng lại cảm giác như mình là người thứ ba xen vào chuyện tình cảm của Win-tae và Tiểu Tam. Cô cảm thấy Tiểu Tam rất yêu Win-tae và Win-tae cũng có tình cảm với Tiểu Tam. Chứng kiến cảnh Win-tae lo lắng cho Tiểu Tam sẽ làm điều dại dột khi về một mình, Mông Ki-u cảm thấy rất đau khổ. Lúc đó cô biết mình đã yêu Win-tae. Lúc này một mình trong căn phòng trống vắng, Win-tae cầm bức ảnh chụp chung với Mông Ki-u và nghĩ về cô ấy. Cô dâu thứ hai bắt đầu nghi ngờ thân phận của Mông Hy. Cô liền hỏi dò Hyun-soo về sự thay đổi đột ngột của Mông Hy. Điều đó làm Hyun-soo vội vàng lẩn tránh rồi trào về. Hyun-jun cảm thấy rất khó chịu và trách mắng vợ về chuyện làm anh trai mình khó xử khi hỏi về nhà vợ của Hyun-soo. Bố Mông Ki-u muốn gặp Win-tae nên hẹn gặp anh ở quán cà phê để nói chuyện. Ông hỏi Win-tae đã chia tay với cô gái Tiểu Tam bên ngoài chưa. Win-tae xin lỗi bố vợ vì hiện tại mọi chuyện đang vượt tầm kiểm soát của anh. Nghe đến đây, bố Mông Ki-u tức giận nói sẽ đón Mông Ki-u về nhà ngay lập tức. Điều đó làm Win-tae hoảng sợ, cầu xin bố vợ cho mình thêm một chút thời gian, nhưng bố Mông Ki-u vô cùng tức giận, muốn Win-tae đưa mình về nhà để đón Mông Ki-u đi. Bà Đắc Hy nghe tin ông Thông gia đến, không thông báo trước thì nói Mông Ki-u gọi chủ tịch về để tiếp khách. Bà Đắc Hy muốn bố Mông Ki-u chờ chồng mình về rồi nói chuyện, nhưng bố Mông Ki-u nhất quyết muốn đưa con gái rời khỏi căn nhà này. Win-tae thấy vậy liền quỳ xuống, ôm chân bố vợ mà giải bày nỗi khó khăn của mình khi muốn cắt đứt với Tiểu Tam. Win-tae cầu xin bố vợ đừng đưa Mông Ki-u đi vì anh rất thích Mông Ki-u. Nghe được điều này, Mông Ki-u vô cùng bất ngờ, cô đứng ra nói đỡ cho Win-tae. Mông Ki-u nói cô đã biết chuyện Win-tae có Tiểu Tam bên ngoài từ trước lúc kết hôn, nhưng cô vẫn muốn kết hôn với Win-tae nên mong bố mình đừng tức giận với Win-tae nữa. Bố Mông Ki-u nghe chuyện này từ con gái khiến ông vô cùng sốc, suýt chút nữa thì ngã xuống, may mà có Win-tae đứng sau đỡ kịp. Ông bước ra khỏi nhà Thông gia, Mông Ki-u chạy theo không ngừng nói lời xin lỗi bố mình. Win-tae trách móc Mông Ki-u tại sao có thể kể hết sự thật cho bố cô biết, điều đó sẽ làm cho mọi người nhà cô càng suy sụp hơn, nhưng Mông Ki-u không muốn rời đi nên phải nói ra sự thật này. Chủ tịch vội vã về nhà nhưng không gặp bố của Mông Ki-u. Ông được bà Đắc Hy kể lại toàn bộ sự việc. Lúc này ông mới biết thì ra Mông Ki-u đã biết Win-tae có Tiểu Tam bên ngoài từ trước khi kết hôn. Bà Đắc Hy thì cho rằng Mông Ki-u vẫn cưới Win-tae khi đã biết anh có Tiểu Tam bên ngoài chỉ có thể là vì tiền mà thôi. Chủ tịch trách mắng vợ mình đừng có nhận xét về gia đình Thông gia, nếu là ông ý thì ông sẽ không nhẹ nhàng như bố Mông Ki-u vừa làm đâu. Bà Đắc Hy cho rằng Jong-a phải là người đứng ra giải quyết mớ bong bong này cho con trai chứ không phải bà ấy. Chủ tịch liền nói bà Đắc Hy cho con trai và con dâu về ở cùng với bà Jong-a, như vậy bà sẽ giải quyết. Nhưng bà Đắc Hy lại lo sợ chủ tịch sẽ đến gặp bà Jong-a bất cứ khi nào nên không đồng ý. Bố Mông Ki-u về kể cho mọi người nghe chuyện Mông Ki-u đã biết Win-tae có Tiểu Tam từ trước khi cưới. Bà nội cho rằng Mông Ki-u làm vậy là vì bà Jun ép thúc Mông Ki-u làm dâu nhà giàu, và vì bà Jun nuôi Mông Ki-u như những người nhà giàu khác khiến Mông Ki-u phải cố chịu đựng để cho xứng đáng với những đồng tiền người nhà bỏ ra. Thấy Mông Ki-u buồn bã lo lắng chuyện gia đình, chủ tịch đi ra và nói chuyện với cô. Ông cảm ơn Mông Ki-u đứng về phía Win-tae. Ông hỏi Mông Ki-u có phải vì công sức bố mẹ khó nhọc nuôi dưỡng con cái mà cho dù biết Win-tae đã có người bên ngoài vẫn quyết định lấy Win-tae không. Mông Ki-u chỉ mong bố mẹ mình được yên lòng, nhưng cô không ngờ rằng những điều cô làm chỉ khiến bố mẹ đau lòng thêm. Chủ tịch an ủi con dâu hãy yên lòng, ông sẽ khiến ngôi nhà này quay lại đúng quỹ đạo của nó. Bà Jun hẹn Mông Ki-u ra ngoài nói chuyện. Bà chỉ trích Mông Ki-u biết rõ Win-tae đã có người phụ nữ bên ngoài mà vẫn kết hôn. Mông Ki-u nghe mẹ nói vậy liền nói ra nỗi sợ trong lòng của mình. Cô lo sợ nếu ly dị mẹ sẽ bắt cô đi xem mắt một lần nữa và sẽ tái hôn. Bà Jun rất bất ngờ, hóa ra những việc mình mong muốn tốt cho con gái thì cô lại không hề thích. Những điều bà làm chỉ là mong muốn cô con gái có cuộc sống tốt hơn, nhưng có vẻ bà sai rồi. Bà ôm con gái vào lòng và xin lỗi cô vì những điều bà làm đã gây áp lực cho con gái. Cảnh này vừa hay lại được Win-tae đi về nhìn thấy. Anh biết Mông Ki-u rất buồn vì chuyện của mình với gia đình bên ngoại nên đã dụ dỗ cô cùng đọc truyện tranh với mình. Đúng lúc này điện thoại của Tiểu Tam gọi đến, Win-tae không bắt máy nhưng Mông Ki-u lại nói anh nghe máy đi, dù sao cũng không thể phớt lờ cô ấy hoài như vậy được. Win-tae dứt khoát tháo pin điện thoại và nói mình không nghe máy bây giờ được vì tất cả những gì Tiểu Tam muốn bây giờ là gặp Win-tae. Mông Ki-u lo lắng rằng Tiểu Tam đó sẽ làm điều gì dại dột, điều đó làm Win-tae lại đứng ngồi không yên. Điều mà Win-tae không ngờ đến là Tiểu Tam vì không liên lạc được với anh nên xách hành lý đến nhà mẹ anh và tuyên bố sống ở đó. Bà Jong-a cảm thấy Tiểu Tam này thật đáng sợ, liền đuổi cô ra khỏi nhà mình, nhưng Tiểu Tam lăn ra, tuyên bố nhất quyết không đi. Dù cho có chết, cô ta cũng sẽ chết trong ngôi nhà này. Hết cách, bà Jong-a đành gọi điện cho Win-tae đến giải quyết cô nàng Tiểu Tam. Win-tae nói chuyện này với Mông Ki-u và nói sẽ đến nhà mẹ giải quyết chuyện này. Khi Win-tae đến nhà mẹ thì chứng kiến cảnh Tiểu Tam đang nhàn nhã ăn hoa quả.
Huynh Tê kéo cô đuổi ra ngoài, nhưng Tiểu Tam nhất quyết không đi. Cô ôm anh và thổ lộ tình yêu của mình với anh. Cô vì lo sợ chủ tịch sẽ đối xử không tốt với Huynh Tê khi anh lấy một cô gái là con của vợ lẽ như cô, nên cô mới để Huynh Tê kết hôn với Mông Ki U. Nhưng giờ đây khi chứng kiến Huynh Tê lạnh nhạt với mình, cô lại vô cùng đau khổ. Mông Ki U ở nhà chuẩn bị bữa tối, nhưng trong tâm trí của cô lại vô cùng lo lắng chuyện Huynh Tê đến gặp Tiểu Tam kia, nên đã cắt vào tay. Bà Đắc Hi phát hiện ra sự mất tập trung của Mông Ki U nên chất vấn cô, có phải Huynh Tê ra ngoài gặp Tiểu Tam không? Mông Ki U nói Huynh Tê đi sang bên nhà mẹ, nhưng bà Đắc Hi không tin điều đó vì bà nhận ra sự lo lắng của Mông Ki U. Bà hỏi Mông Ki U có chuyện gì bên nhà bà Jang A khiến cô lo lắng như vậy, nhưng Mông Ki U không nói gì khiến bà Đắc Hi bực mình chửi cô một trận. Sau đó bà đi tìm cô con dâu thứ hai và nói ra nghi vấn của mình. Cô con dâu thứ hai liền đi gặp Mông Ki U dò la tin tức. Đúng lúc này Huynh Tê bước vào nhà, chị dâu vội vã rời đi. Mông Ki U hỏi thăm Tiểu Tam nhưng Huynh Tê lại lảng tránh không muốn nói chuyện đó về cô. Mà Tiểu Tam lúc này đã xem nhà bà Jang A là nhà mình, khiến bà bất lực, chỉ đành chuẩn bị giường cho cô. Tình tay ba luôn có người bị tổn thương, Huynh Tê đang vô cùng xấu não nên lựa chọn ai đây, là người bên mình suốt 5 năm hay cô vợ mới cưới mà mình đang rung động. Mông Ki U cảm thấy mình không có cảm giác an toàn, cô sợ rằng mình sẽ mất đi tình yêu mà mình khó khăn lắm mới có được. Cô lấy hết dũng khí để chất vấn Huynh Tê, anh định để cho Tiểu Tam ở nhà mẹ đến bao giờ, lẽ nào sau này anh định có hai ngôi nhà để về sao? Huynh Tê lúc này vô cùng đau đầu, không kiên nhẫn mà nói rằng chỉ cần bản thân không tới đó nữa là được. Nhưng Mông Ki U lại nói rằng nhà mẹ đẻ ở đó, con trai làm sao không thể về được. Huynh Tê thẳng thắn nói rằng tình cảm mà anh xây đắp với Tiểu Tam nhiều năm như vậy, trực tiếp nói cắt đứt là chuyện không dễ dàng. Mặc dù rất có lỗi, nhưng anh là người như thế, anh chính là một tên xấu xa như thế, muốn chém muốn giết tùy ý em. Vậy thì lựa chọn tốt nhất chính là bản thân cô sẽ rời khỏi đây. Bên này, bà Jong A nhìn thấy bộ dạng chết đó của Tiểu Tam, liền nghi ngờ rằng có phải cô ta rất nghèo không. Đột nhiên, bà nảy ra một ý tưởng, đó là dùng tiền để đuổi cô ta đi. Ánh mắt Tiểu Tam liền sáng lên mà hỏi bà ấy có thể cho mình bao nhiêu tiền. Thế là bà Jang A quyết định lấy toàn bộ số tiền trong két sắt của mình rồi hét giá lên tới 250 triệu won, nhưng Tiểu Tam tỏ ra không quan tâm, bảo bà ấy hãy để lại mà dùng. Bà Đắc Hi nhạy cảm thấy Mông Ki U có gì không ổn, thế là đột ngột xông đến nhà bà Jang A, lấy cớ đi kiểm tra từng căn phòng. Bà Jang A vô cùng hoảng sợ rằng Tiểu Tam đang ở trong nhà vệ sinh sẽ bị bại lộ, mà lúc này Huynh Tê đang ở trong tủ, đang cố gắng bịt chặt miệng Tiểu Tam để không phát ra tiếng động. Không tìm được gì, bà Đắc Hi đi ra phòng khách, nhưng một người xảo quyệt như bà ấy lại quay người vào phòng ngủ, hất tay của bà Jang A ra, mở tủ quần áo. Hai người họ như vậy mà bị vạch trần. Tiểu Tam bị con trai đá, cứ nhất quyết bám giết ở lại nhà mình. Jang A nói mãi rồi cũng mệt, nhưng Tiểu Tam vẫn vững như núi đá, không hề lay chuyển. Bà Jang A cứ nghĩ cô là một người nghèo hèn, muốn dùng tiền để đuổi cô đi. Thứ mà đất nước này dùng đều do bố cô sản xuất. Cái gì? Bố cô rốt cuộc là ai? Sau khi biết được Tiểu Tam chính là thiên kim tiểu thư của gia đình nhà tài phiệt nổi tiếng, điều này khiến bà Jong A vô cùng kinh ngạc. Đến ngữ điệu khi nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Nhìn thấy Tiểu Tam chuẩn bị rời đi, bà níu giữ cô lại tiếp tục ở lại. Sau đó bà hỏi Huynh Tê có biết chuyện này không, mà Huynh Tê lại hoàn toàn thừa kế sự ngu ngốc của bà mẹ. Huynh Tê nói mình biết chuyện này, nhưng cho rằng cô ấy là con gái của vợ lẽ nên chẳng có tác dụng gì cả, bố nhất định sẽ không thích. Jong A lúc này thực sự muốn phát điên, giải thích với anh rằng con vợ lẽ thì cũng có nhiều loại. Trách Huynh Tê rằng nếu như nói sớm có phải họ đã trúng độc đắc rồi không. Sau khi biết chuyện, bà Đắc Hi liền khuyên bà Jong A hãy để Huynh Tê và Tiểu Tam ở bên nhau, mà bà Jong A lúc đầu còn cảm thấy chuyện này hoang đường, nhưng khi nghĩ kỹ lại thực sự thấy lời bà ta nói cũng có lý. Thực ra nội tâm của bà ấy cũng bị lay động. Bên này, bà Đắc Hi nói với Mông Ki U hiện tại nhà này không cần đến cô nữa, rồi còn tiết lộ thân phận thiên kim tiểu thư của Tiểu Tam cho cô biết. Nếu như thực sự muốn tốt cho Huynh Tê thì hãy tự động rút lui đi. Nếu như Huynh Tê có thể ở bên Tiểu Tam kia, nhất định sẽ một bước lên tiên. Sau khi chịu đả kích lớn, Mông Ki U không biết lúc này nên làm gì. Ba người mẹ kế độc ác, hết lần này đến lần khác đâm mạnh vào trái tim của cô. Cô vẫn không hiểu sao, ngôi nhà này không phải là loại người hạ đẳng, không chút thân thế như cô bước vào. Người sắp gục ngã như Mông Ki U cầu xin Huynh Tê hãy hạ quyết tâm đuổi Tiểu Tam đi, nhưng Huynh Tê lại bảo cô hãy chờ một chút. Có vẻ như em là người còn ích kỷ hơn những gì tôi tưởng tượng, là vì lớn lên và sống trong gia đình luôn tràn ngập tình yêu thương sao? Mông Ki U nói bản thân cô không còn nhiều thời gian nữa. Sau đó Huynh Tê liền tìm tới chỗ mẹ kế để tính sổ, nhưng bà ta vừa mở miệng liền khen Huynh Tê không ngớt. Sao lại có thể có một cô gái lợi hại như thế, trực tiếp bảo anh hãy kết hôn với Tiểu Tam đi. Có vấn đề gì sao? Chính là vấn đề của Mông Ki U. Không cần lo lắng. Mặc dù không thể quên đi tình cảm mà Tiểu Tam dành cho tôi, nhưng người vợ hiện tại của tôi là Mông Ki U. Mẹ kế bảo anh có năng lực thì hét lớn hơn một chút nữa. Bây giờ anh đến năng lực bảo vệ vợ mình cũng không có. Mà bà Jang A bên này hoàn toàn thay đổi, không chỉ chấp nhận cho Tiểu Tam ở lại nhà mình, còn hỏi mẹ cô có ấn tượng thế nào về con trai mình. Bà ấy còn mua đồ ăn vặt mà Tiểu Tam thích để dỗ dành cô ta. Bà Đắc Hi cũng muốn nhúng tay vào việc này, muốn được làm thông gia với gia đình tài phiệt. Bà Jang Hi lại nói dối rằng bản thân mình không có hứng thú này. Tuy nhiên, một người nhạy bén như bà Đắc Hi liền vạch trần lớp ngụy trang của mẹ Huynh Tê, rồi tuyên bố mình sẽ đóng vai kẻ
ác để làm đổ vỡ cuộc hôn nhân của vợ chồng Min Tae. Còn bà Yong Ah chỉ cần mắt nhắm mắt mở để mà xem kịch. Nhưng bà Yong Ah vẫn không biết đối diện với Mông Kyu như thế nào. Bà Đắc Thi trực tiếp châm ngòi, lấy lý do xuống xe mà gọi Mông Kyu ra ngoài. Hai mẹ con họ gặp nhau trong hoàn cảnh vô cùng ngại ngùng. Bà Yong Ah đã từng hứa hẹn rằng sẽ trở thành người để Mông Kyu nương tựa vào. Vậy mà hôm nay lại không dám đối diện với Mông Kyu. Ngày hôm trước còn bị đuổi ra khỏi nhà, nhưng hôm nay thì lại phải nhàn nhã tập thể dục. Nguyên nhân chỉ vì cô ta là con gái của gia đình tài phiệt. Min Tae không thể nhìn được nữa, lập tức đuổi cô ta đi. Nhưng Tiểu Tam nói rằng chính mẹ của anh là người bảo cô ta ở lại. Min Tae cảnh cáo cô ta, anh ghét nhất việc người khác lấy sự giàu có của mình ra để uy hiếp bản thân. Nhưng Tiểu Tam lại vì chuyện Min Tae và Mông Kyu cùng xuất hiện bên nhau mà canh cánh trong lòng. Cô ta cũng tuyên bố rằng nhất định sẽ sử dụng mọi thế lực để đuổi Mông Kyu đi. Min Tae liền đi đến khuyên mẹ không nên làm như vậy, nhưng bà Yong Ah lại nói mau đưa tiền cho Mông Kyu, nhanh chóng ly hôn với cô ấy. Nghe đến đây, Min Tae thực sự vô cùng phẫn nộ. Giờ đây bà ấy quên mất rằng vì Mông Kyu luôn quan tâm đến mình, cho nên cô ấy mới bị mẹ kế ghét bỏ. Thế mà giờ bà liên thủ với ba Đắc Khi đuổi cô ấy đi. Nếu như không có Mông Kyu thì đến bức ảnh chụp cùng con trai trong đám cưới mẹ cũng không có đâu. Sao bây giờ đã quên nhanh như thế? Thế nhưng người đã bị tiền và quyền làm cho mở mắt như bà Yong Ah lại không quan tâm nhiều như thế. Tới tối, Min Tae đưa vợ ra ngoài giải khuây, bởi vì sự việc đang trở nên càng lúc càng nghiêm trọng. Min Tae chủ động xin lỗi Mông Kyu, nhưng Mông Kyu nói rằng chỉ cần anh lên tiếng, cô sẽ chủ động lùi về sau. Min Tae hỏi cô có phải đang rất oán hận mẹ mình không. Mông Kyu nói rằng mặc dù cô cảm thấy họ rất vô tình, nhưng cô có thể hiểu khi đứng trên lập trường của bà ấy. Mà hai người họ khó khăn lắm mới đến được với nhau, đang phải đối mặt với khó khăn trước nay chưa từng có. Hai người cùng nhau đến quán bar. Ông chủ nhận ra Mông Kyu đang đi cùng với một nửa của mình thì liền hỏi cô có muốn đánh một bản nhạc piano không. Min Tae vô cùng kinh ngạc, Mông Kyu suốt ngày ở nhà vậy mà lại biết đánh đàn sao. Nhìn Mông Kyu đánh đàn rất điêu luyện, khung cảnh xinh đẹp xuất hiện trước mắt, Min Tae cũng say đắm mà ngắm nhìn cô, dường như anh nhìn thấy được một Mông Kyu hoàn toàn mới. Bà Đắc Hi cũng nói với chủ tịch, người bạn gái mà Min Tae đang quen là con gái của gia đình tài phiệt vô cùng giàu có. Chủ tịch nghe xong vô cùng kinh ngạc, nhưng lại hỏi vợ mình đã thế thì sao. Bà Đắc Hi liền ý tứ mà nói rằng ông ấy đã bỏ qua cơ hội để kết thân với gia đình tài phiệt bậc nhất Hàn Quốc. May mà một người lý trí như chủ tịch không hề mất nhân tính như bọn họ mà nói rằng con dâu vẫn đang sống sờ sờ ở đó, rồi khuyên vợ mình đừng nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng bà Đắc Hi vẫn quyết không bỏ cuộc. Ngày hôm sau, bà đến gặp Mông Kyu rồi nói bóng gió với cô rằng bà ta vẫn đang ghi thù về chuyện cô dám kéo mẹ Min Tae tới để chụp ảnh cùng, rồi lại độc ác sỉ nhục cô một hồi. Khi bà ta đến chỗ của Tiểu Tam thì lại vô cùng nhiệt tình chào hỏi, nhưng lại bị Tiểu Tam để ngoài tai mà nói rằng chỉ cần những ai giày vò Min Tae, tôi sẽ căm ghét họ. Cặp đôi cưới trước yêu sau này khó khăn lắm mới xác định được tình cảm với nhau, nhưng lại bị sắp hai người mẹ ngăn cách. Sau khi Min Tae biết tin mẹ kế đi gặp Tiểu Tam, anh biết chỉ dựa vào hai người vợ chồng bọn họ khó có thể ngăn cản hành động quá quát của hai bà mẹ. Thế là Min Tae liền đi tới nói chuyện này cho chủ tịch biết. Chủ tịch nghe xong liền nổi cơn thịnh nộ, rõ ràng con dâu vẫn sống sờ sờ ở đó, sao họ dám bắt hai đứa trẻ ly hôn với nhau. Bản thân ông sẽ đích thân xử lý việc này. Tới tối, chủ tịch bắt đầu dạy dỗ cho bà Đắc Hi một trận. Sau khi mắng chửi, bà liền đi tìm Mông Kyu để xả giận, nhưng chủ tịch đã kịp thời xuất hiện để bảo vệ con dâu, rồi còn tuyên bố với vợ mình rằng nếu như bà ta còn tiếp tục thế này, lập tức bị tống cổ ra khỏi nhà. Nhưng người mà dày như bà ta không hề coi lời của chủ tịch ra gì. Chủ tịch cảm thấy rất mất mặt với con dâu. Đợi đến khi mọi người đi hết, Mông Kyu không thể chịu nổi những áp lực trong lòng mà gục ngã. Rõ ràng cô đã rất cố gắng nhưng lại chẳng được ai công nhận. Min Tae nhìn thấy vợ mình như vậy, chỉ có thể lặng lẽ an ủi. Ngày hôm sau, Mông Kyu lấy hết dũng khí để hẹn Tiểu Tam ra gặp mặt. Tới tối, cô liền nói chuyện này cho Min Tae biết. Min Tae không hiểu vì sao cô lại muốn gặp mặt Tiểu Tam, nhưng Mông Kyu cảm thấy việc này phải được giải quyết dứt điểm. Min Tae cũng nhìn ra sự bất an của cô nên nói hết nỗi lòng với cô. Anh bảo cô hãy tin rằng mình sẽ đi cùng cô hết quãng đường còn lại của cuộc đời. Giờ vợ của anh là em, anh muốn được sinh con cùng em nuôi dưỡng những đứa con của chúng ta, cứ như vậy sống hạnh phúc bên mẹ, cứ như vậy mà xây dựng nên gia đình thuộc về chúng ta, đó chính là mơ ước của cuộc đời anh. Nhưng bà Đắc Hi bắt đầu gây chuyện, cố ý chuẩn bị thức ăn để Mông Kyu mang đến cho Tiểu Tam. Chính vào lúc Mông Kyu đang do dự chuẩn bị làm theo thì Min Tae xuất hiện, anh cướp lấy món đồ trong tay bà ta ném mạnh xuống đất, rồi cảnh cáo bà Đắc Hi đừng có được nước mà làm tới, đừng nhúng tay vào chuyện của mình. Bà Đắc Hi không từ bỏ mà đuổi theo Min Tae rồi mắng cho anh một trận, cầu xin bà đó đừng có nói nữa, chỉ cần Mông Kyu biến mất ai ai trong chúng ta cũng sẽ đều hạnh phúc. Oán hận trước đây giữa mẹ cậu và tôi chỉ cần cô ta tự động rời đi sẽ hoàn toàn được hóa giải. Min Tae không biết nên làm gì, liền tới chỗ Mông Hi cầu cứu. Sau khi biết Min Tae chỉ kiên định dành tình cảm cho Mông Kyu, cô ấy cuối cùng cũng có thể an tâm. Sau đó Mông Hi liền biến thân thành chị dâu quay về gia đình nhà tài phiệt, cảnh cáo bà Đắc Hi đừng có vượt quá giới hạn. Nhìn thấy bà ta không chịu khuất phục, Mông Hi trực tiếp nói ra thân phận con dâu cả của mình ở nhà này, rồi chế giễu bà ta rằng đến hộ khẩu cũng không có tên, làm gì có tư cách quản chuyện của người khác. Sự thật là như vậy, cho nên bà Đắc Hi cũng không có cách nào phản kháng lại cô ấy. Hai người phụ nữ cùng tranh giành một người đàn ông, một người là thiên kim tiểu thư nhà tài phiệt, một người là cô vợ có gia cảnh nghèo khó. Hôm nay hai người họ chính thức gặp mặt. Mông Kyu yêu cầu cô ta mau chóng rời khỏi nhà mẹ Min Tae, nhưng Tiểu Tam nói rằng giờ mẹ chồng đứng về phía mình rồi, hai người họ cãi vã không thôi. Mông Kyu thấy vậy trực tiếp lấy ra thêm bài, cô nói Min Tae đã hạ quyết tâm rồi, muốn cùng với cô xây dựng nên gia đình thuộc về họ. Chuyện này khiến Tiểu Tam vô cùng hoang mang.
Trong cơn tức giận, cô ta không tiếc dành những lời ác độc cho Mông Kiu. Mông Kiu cầu xin cô ta đừng lôi bố mẹ mình vào chuyện này, rồi còn thay người chồng không giữ lời hứa của mình xin lỗi cô ta. Đương nhiên Tiểu Tam không hề chấp nhận lời xin lỗi này, cô ta đắc ý bảo Mông Kiu hãy nhìn xem ai tới đây. Vừa quay đầu lại thì đó là người mẹ chồng mình từng rất tin tưởng. Tiểu Tam khoa trương mà tuyên bố rằng giờ bọn họ sẽ cùng nhau đi gặp mẹ mình để bàn chuyện hôn sự. Nói xong, cô ta liền kéo bà Yong A đi. Mặc dù bà ấy vẫn muốn giải thích, nhưng hành động lúc này của bà ta đã chứng minh tất cả. Người từng ở bên cạnh mình giờ đã hoàn toàn thay đổi. Sau khi ra ngoài, Mông Kiu bắt gặp Huynh Tê đang vội vàng đi tới. Anh sợ rằng Tiểu Tam sẽ nói những điều không hay, tổn thương đến Mông Kiu, rồi bảo cô đừng để tâm những lời đó. Anh nắm chặt tay cô để chuẩn bị cùng nhau về nhà, nhưng Mông Kiu lại vô tình phát hiện ở gần đó là ngôi trường cô từng theo học. Cô muốn tới đó xem một chút. Trên đường đi, Mông Kiu vẫn canh cánh trong lòng về những lời nói của Tiểu Tam. Cô hỏi Huynh Tê rằng anh đã từng yêu cô với tư cách là một người phụ nữ chưa. Huynh Tê nhất thời không thể lập tức trả lời. Mông Kiu cười cười rồi nói không sao hết, lẽ nào chỉ vì phù hợp nên mới muốn sinh con cùng em thôi sao. Trên giảng đường, Mông Kiu chạm vào cây đàn piano mà mình từng khổ luyện. Huynh Tê bảo cô hãy đánh một bản cho anh nghe, bởi vì anh rất thích dáng vẻ chơi đàn của cô. Mông Kiu mỉm cười vui vẻ chơi một bản cho Huynh Tê nghe. Huynh Tê trong lúc tận hưởng niềm hạnh phúc liền ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay ôm chặt lấy eo của Mông Kiu và trả lời câu hỏi vừa rồi của cô. Anh sẽ bên cạnh em, cho nên đừng lo lắng nhé, tuyệt đối sẽ không để em phải cô đơn. Cô cũng nhận được nụ hôn đầu tiên của anh, nhưng liệu rằng họ thật sự có thể bên nhau hay không? Ngày hôm sau, bà Đắc Hy liền đưa cho Mông Kiu 2 tỷ won để cô rời khỏi đây, dùng cách này để báo đáp bố mẹ cô là được. Dù sao thì cũng không khác so với ước muốn ban đầu của cô. Nhưng Mông Kiu lại nói rằng cho dù có ly hôn cũng sẽ không nhận số tiền này, nhưng mẹ kế lại chê cười cô ta, không hiểu hết được sức mạnh của đồng tiền. Mà Huynh Tê bên này vì bảo vệ cuộc sống hôn nhân của mình đi tới chỗ chủ tịch. Trước mắt chỉ có mình ông ấy mới có thể trị được hai người mẹ này thôi. Thế là chủ tịch tức tối xông đến nhà bà Yong A, trực tiếp hạ lệnh cho Tiểu Tam rời khỏi đây. Một người luôn khoa trương như cô ta nhìn thấy như vậy cũng vô cùng sợ hãi. Không thích, nếu như tôi rời khỏi chỗ này thì ban đầu tôi đã không đến đây. Còn à, tỉnh lại đi. Này, tôi làm điều gì sai chứ? Ông còn đứng đấy làm gì? Mau gọi 119 đi. Đúng rồi, 119. Chủ tịch lại gọi tất cả mọi người tới, bắt đầu giáo huấn hai người vợ của mình. Hãy nhớ rằng tạm thời ông ấy còn đang rất nhân từ nên hãy dừng lại đi. Nhưng bà Yong A lại tức tối phản bác, rồi nói rằng chỉ cần con trai mình có thể lấy được Tiểu Tam thì bản thân bà ấy sẽ không phải tủi nhục mà sống ở đây nữa. Nói xong liền bật khóc tức tưởi. Mông Cu nhìn thấy thế cũng rất đau lòng. Cô do không biết mình có nên từ bỏ không để mẹ con Huynh Tê có được cuộc sống mới. Huynh Tê nhìn thấy cô đang dao động liền yêu cầu Mông Kiu cho dù thế nào cũng không được buông tay anh. Còn bà Đắc Hy bên cạnh nhắc nhở chủ tịch hãy nhìn mọi chuyện thật lý trí. Thực ra ông ấy cũng rất muốn kết thân với gia đình giàu có bậc nhất Hàn Quốc. Ông ấy cũng đang rất hối hận. Thế nhưng nếu làm những chuyện đó, ông sẽ cảm thấy rất có lỗi với con dâu. Người mẹ chồng từng là người đã vì mình dạy dỗ cho Tiểu Tam một bài học ấy, vậy mà nay đứng về phía cô ta. Chỉ vì cô ta là con gái của một gia đình tài phiệt, bà Yong A quỳ xuống cầu xin Mông Kiu hãy ly hôn với con trai của mình để Huynh Tê có thể lấy được Tiểu Tam. Ngày hôm sau, cô quay về nhà mẹ đẻ, gọi tất cả mọi người đến thương lượng về chuyện ly hôn. Bà nội nghe vậy vô cùng tức tối, lập tức đứng dậy muốn đến nhà thông gia để nói lý, nhưng Mông Kiu nói họ sẽ cho cô tiền. Bà nội nghe thấy thế liền bình tĩnh lại. Mông Kiu hỏi mẹ có muốn nhận 2 tỷ won tiền ly hôn không. Người mẹ nhìn thấy con gái nói ra những lời như vậy thì vô cùng đau lòng. Bà cảm thấy nhất định Mông Kiu phải chịu rất nhiều đả kích. Có chỗ tiền đó, chị sẽ không cần phải bán hàng ngoài đường nữa, gia đình chúng ta sẽ không cần phải lo lắng về chuyện tiền nong. Còn người bố đang chìm đắm trong sự tự trách, bà nội liền thẳng thắn nói, hãy nhận số tiền ly hôn đó đi, cả đời phải nhìn chồng có người phụ nữ khác bên ngoài, làm sao có thể sống nổi cơ chứ. Nhưng bà ngoại lại kịch liệt phản đối, rồi nói rằng cho dù ly hôn thì cũng không thể nhận số tiền đó. Hai người lớn tuổi trong nhà cũng vì chuyện này bắt đầu cãi vã. Hôm nay chủ tịch tài phiệt nhận được điện thoại của người nhà Tiểu Tam, có nghĩa là giờ đây đến chủ tịch cũng thay đổi rồi. Sau một hồi suy xét kỹ lưỡng, ông ấy nói với hai người con trai, cửa hàng trang sức của gia đình Tiểu Tam sẽ được nhượng quyền sang cho nhà họ. Hyun Jun cảm thấy điều này quả thực hiếm có, sau khi phân tích thiệt hơn liền cho rằng họ nhất định phải nắm lấy cơ hội này. Nhưng Hyun Jun biết rằng điều này có nghĩa là họ sẽ phải hy sinh Mông Kiu, cho nên đã kiên định về con đường ban đầu, không nhận đồ của người khác. Mà một người vẫn muốn công ty trở nên lớn mạnh như chủ tịch đã đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi quay về nhà, ông lập tức tìm Mông Kiu để nói chuyện. Mặc dù bản thân ông ấy cảm thấy có lỗi vì đã phá vỡ lời hứa ban đầu, nhưng ông vẫn sẽ hỗ trợ cô trên phương diện kinh tế. Mông Kiu còn định nói gì đó nhưng bị chủ tịch ngăn lại. Huynh Tê vừa xuất hiện liền kéo Mông Kiu đi để cô cùng với mình rời khỏi ngôi nhà này. Huynh Tê cũng lấy được khí chất của đàn ông, lần đầu tiên anh dám chống lại lời của bố mình, nhưng chủ tịch nói rằng chẳng lẽ ông không khổ não sao? Tuy nhiên hiện tại là cơ hội ngàn năm có một, Huynh Tê lại nói rằng mình không có hứng thú với chuyện này nên chủ tịch hãy tự mình nghĩ cách đi. Quay về phòng, Mông Kiu nhìn thấy Huynh Tê đang miệt mài thu dọn hành lý, liền hỏi anh thực sự họ sẽ rời khỏi đây sao? Huynh Tê bảo đảm với Mông Kiu rằng anh sẽ làm mọi cách để chăm sóc cô, nhưng Mông Kiu lại nói hãy để mình cô sẽ rời đi. Huynh Tê đương nhiên không đồng ý, anh nói nếu đi sẽ cùng nhau đi. Sau đó hai người kéo hành lý tới trước mặt mọi người để từ biệt với chủ tịch, rồi còn nói với mọi người hãy giữ gìn sức khỏe. Nói xong, Huynh Tê liền giao thẻ và xe của mình, cứ như vậy họ đi không quay đầu lại.
Chủ tịch cả buổi không cất tiếng nửa lời. Anh hai thấy vậy liền đuổi theo họ, rồi đưa cho Huynh Tê thẻ cũng như xe của mình. Em sẽ mượn xe của anh dùng một thời gian. Cứ như thế, Huynh Tê cầm theo chìa khóa xe mà lặng lẽ rời đi. Hai người họ lái xe tới bờ sông cùng nhau ăn món mì rẻ tiền. Mông Kiu hỏi Huynh Tê, thực sự một đại thiếu gia như anh muốn sống một cuộc đời như thế này sao? Nhưng Huynh Tê lại kiên định mà thề rằng bản thân anh nhất định có thể chăm sóc cô. Nhìn thấy dáng vẻ ăn mì như quỷ đó của Huynh Tê, Mông Kiu liền nhường cả phần của mình cho anh. Huynh Tê nói rằng mặc dù anh cảm thấy tương lai rất mơ hồ, nhưng nếu như Mông Kiu có thể bên cạnh thì không có đáng sợ nữa. Mông Kiu nói rằng cô có thể kiếm tiền bằng việc chơi đàn piano. Huynh Tê khen ngợi vợ hết lời rồi trêu chọc cô rằng liệu cô có thể nuôi cả anh không? Đứng dậy đi nào, sao cơ ạ? Chỉ muốn yêu em thôi, ghê quá đi mất. Ghê sao? Sao em nói như vậy với chồng mình hả? Chồng ơi, hay chúng ta tiếp tục ăn mì nhé. Cho dù hiện tại không có tiền, nhưng hai người họ đang chìm đắm trong hạnh phúc. Bà Yanga sau khi biết được con trai mình bỏ nhà đi thì gần như phát điên. Huynh Tê nằm trên đùi của Mông Kiu, tận hưởng vẻ đẹp của bầu trời sao, rồi lại mơ mộng đến ngày hai người họ cùng nhau đi du lịch khắp thế giới. Lúc này nhận được điện thoại của bà Yanga, Mông Kiu sợ bà ấy lo lắng nên định bắt máy, nhưng Huynh Tê chặn lại. Mặc dù đã hứa sẽ ở bên nhau suốt đời, nhưng lúc này Mông Kiu đã âm thầm quyết định rời đi một mình. Chỉ là cô ấy muốn được ở bên anh vào khoảnh khắc cuối cùng này thôi. Ngày hôm sau, hai người họ tới một quán thịt nướng. Mông Kiu bảo Huynh Tê, đừng có mà ăn như vậy, hãy gói cho mình một miếng. Huynh Tê đương nhiên là đồng ý, kiếm cớ đuổi cô ấy đi lấy đồ. Đợi đến khi Mông Kiu rời đi, anh liền cho thật nhiều tương ớt vào trong gói rau, rồi lại lo lắng có phải nhiều quá hay không, nên đã lấy ra một miếng. Anh muốn báo thù Mông Kiu vì lần trước cô đã chơi kham mình, chính vào lúc chuẩn bị đến miệng liền bị Mông Kiu chặn lại. Không được, chồng em phải làm việc vất vả, cho nên anh hãy ăn nhiều một chút để em đút cho anh nhé. Em nhìn thấy đúng rồi không? Đồ đáng ghét, đàn ông đại trượng phu lại chơi trò trẻ con này sao? Em tỏ ra bị lừa ăn một miếng thì đã sao? Sau khi ăn xong, Huynh Tê lấy bản đồ ra để xem họ sẽ đi đâu tiếp theo. Mông Kiu nhìn thấy bộ dạng miệt mài của anh, cô muốn nói với anh rằng mình đã gọi anh cả tới đón, nhưng bị Huynh Tê cắt ngang. Cho đến khi anh Hyo Sun thật sự đến rồi, Huynh Tê nhìn thấy thế trách Mông Kiu, sao lại để lộ thông tin của họ ra? Nói xong liền chuẩn bị tháo chạy. Hyo Sun thấy vậy liền vội vàng đuổi theo anh. Hai anh em họ cứ thế mà đuổi theo, chạy hết vòng này đến vòng khác. Còn chị gái đi đến bên cạnh Mông Kiu, bảo cô hãy về nhà với mình. Mông Kiu chia sẻ với chị gái những ngày tháng ngắn ngủi mà hạnh phúc này coi như đó là bù đắp cho chuyến du lịch tuần trăng mật trước đó của họ. Nhưng những ngày tháng này kết thúc rồi, giờ họ phải đưa Huynh Tê về nơi mà anh thuộc về. Chị gái biết Mông Kiu rất luyến tiếc, thế nên cô đã bàn bạc với Hyo Sun để chuẩn bị một chuyến du lịch cho họ. Hai người nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Huynh Tê và Mông Kiu mà cũng cảm thấy vui lây. Huynh Tê ôm lấy Mông Kiu từ phía sau, cứ như vậy trải qua quãng thời gian hạnh phúc. Ôm chặt lấy em đi, giống như em sắp rơi xuống vậy. Anh biết rồi, Mông Hy cảm ơn Huynh Su vì đã để cho em gái cô được vui vẻ như thế này. Sau đó, Mông Kiu nói với Huynh Tê, lần này thực sự rất giống với tuần trăng mật của họ. Mà Huynh Tê thì lại ngại ngùng, trêu chọc cô rằng có phải sau này khi cô làm chuyện gì sai sẽ lấy nó làm lý do không? Mông Kiu vui vẻ mà nói, tất nhiên rồi. Đột nhiên, Huynh Tê thần thần bí bí che mắt Mông Kiu lại rồi đưa cô tiến về phía trước. Mông Kiu nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mà vô cùng cảm động. Huynh Tê bảo cô hãy ngồi xuống, bày tỏ rằng bản thân anh vẫn chưa làm tốt nên cô hãy tha thứ cho mình. Nói xong liền lấy cây đàn guitar bên cạnh để đàn cho cô nghe. Mông Kiu bên cạnh cũng say đắm ngắm nhìn anh. Và khoảnh khắc ngọt ngào ấy, Mông Kiu liền nói rằng tối nay họ có thể ở bên nhau không? Huynh Tê nghe vậy liền do dự. Anh sợ rằng nếu như họ không thể chống lại sự phản đối của gia đình thì cô có thể gả cho người khác chứ không phải cả đời bị nhốt trong cuộc đời của anh. Nhưng nếu như chúng ta phải chia tay, đó là vì em sao? Mông Kiu nói rằng, cho dù họ có phải chia tay thì cuộc sống của cô vẫn như thế. Bởi vì trong nội tâm của cô biết rõ, thật sự họ sắp phải chia xa rồi. Cho nên, Mông Kiu muốn lưu lại hồi ức đẹp nhất khi ở bên anh. Ngày hôm sau, Mông Kiu kéo theo hành lý của mình dự định quay về nhà. Huynh Tê kích động mà oán trách cô. Không phải là họ đã giao ước với nhau rồi sao? Sao cô lại thất hứa như vậy? Em sao có thể xuất hiện trước mặt bố mẹ anh được nữa? Anh nói sẽ kiếm tiền để hai đứa sống cùng nhau rồi mà. Cho nên sao em phải nói với anh cả là chúng ta đi đâu hả? Nhưng Mông Kiu đã hạ quyết tâm rồi. Cô nói mấy ngày gần đây cô thực sự cảm nhận được hạnh phúc. Huynh Tê lúc này mới nhận ra, ngay từ khi bắt đầu cô đã định rời bỏ mình rồi. Mông Kiu cầu xin Huynh Su hãy đưa Huynh Tê về giúp mình. Sau khi nhận được đáp án từ chỗ anh cả, cuối cùng cô có thể yên tâm được rồi. Trước khi đi, cô quay lại để nhìn Huynh Tê lần cuối. Ánh mắt tức giận của anh mới làm trái tim cô đau đớn biết bao. Cuối cùng cô vẫn quay người rời đi. Huynh Tê cũng chỉ có thể đau lòng nhìn người con gái mình yêu càng lúc càng xa. Mọi người chờ sẵn ở nhà để chào đón Mông Kiu. Bà ngoại tới ôm chặt lấy cô bật khóc. Cặp vợ chồng đã nói sẽ cùng nhau bỏ nhà đi. Cuối cùng Mông Kiu quyết định để chồng trở về nhà. Hai người họ cứ như vậy mà thật sự chia xa sao? Đáp án đương nhiên là không rồi. Huynh Tê không hề ngoan ngoãn nghe lời của vợ. Giữa đường về nhà, anh bỗng xuống xe để chạy về nhà vợ. Thế nhưng nhà Mông Kiu đều không hề hoan nghênh vị khách không mời mà tới này. Huynh Tê chỉ đành cầu xin mọi người tạm thời có thể cho anh ở lại đây. Nghe thấy lời này, nhất định mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Chỉ là khổ cho Mông Kiu phải nằm giữa bà nội và bà ngoại. Bên trái ngáy, bên phải cũng ngáy cả buổi tối. Cô chẳng thể chợp mắt. Hai bà đang đánh trống sao, mình còn tưởng là sấm chứ. Còn hai vợ chồng Huynh Tê bên này thì hạnh phúc ôm lấy nhau ngủ đến sáng. Lúc ăn sáng, Huynh Tê ăn như một con quỷ đói. Nhìn thấy thế mọi người vô cùng kinh ngạc, mà mọi người cũng vì thế mà càng lúc càng thích cậu con rể này. Lúc ăn điểm tâm, anh cũng là người kích động nhất. Con bắt đầu ăn đây ạ, ăn nhiều vào nhé. Mẹ không đi làm sao ạ, đợi con đi đã. Đi đâu ạ, con không đi đâu hết, con sẽ ở lại đây.
Con đang nói gì vậy? Con sẽ đi làm với Mông Kiu cho đến khi nào bọn con tìm được phòng mới, cho nên tạm thời con sẽ ở lại đây. Bà ngoại hỏi Huynh Tê có thể làm được gì. Huynh Tê liền nói mình sẽ giao hàng cho quán gà rán của cậu, nhưng mọi người đều khuyên anh hãy về nhà đi. Huynh Tê làm nũng rồi xin mọi người cho mình ở lại, rồi nói bản thân mình đã đoạn tuyệt quan hệ với bố rồi, kiếm cớ giờ mà anh về nhà sẽ mất mặt, bởi vì mặt Huynh Tê quá dày nên mọi người đành bỏ cuộc. Huynh Tê cũng thật sự tới quán gà rán của cậu Mông Kiu làm việc, bởi vì tiệm gà rán không bán được hàng. Huynh Tê gọi điện cho bạn rồi bảo họ mua 50 cái đùi gà. Chuyện này khiến vợ của cậu vô cùng vui mừng. Còn chủ tịch bên này vì không thể tìm thấy con trai mà nổi trận lôi đình, bởi vì thời gian gặp mặt với gia đình nhà Tiểu Tam sắp đến rồi. Cô chị dâu xảo quyệt liền nói với bà Yong A rất có khả năng Huynh Tê tới nhà vợ. Ngày hôm sau, bà Yong A liền tới tìm mẹ của Mông Kiu. Bà còn định chê trách tổ trưởng Jun là người không tử tế, nhưng lại bị mẹ của Mông Kiu chỉ trích bà ấy là kẻ vong ân bội nghĩa. Nguyên nhân khiến Mông Kiu bị mẹ chồng căm ghét chính là nói đỡ cho bà ta. Mặc dù cảm thấy rất có lỗi, nhưng bà Yong A không còn nghĩ được tới những chuyện này nữa. Bà ấy cầu xin mẹ Mông Kiu giúp mình khuyên Hyun Tae quay về nhà, nhưng tổ trưởng Jun đã từ chối bà ta, rồi bảo bà ta nếu có bản lĩnh hãy tự mình giải quyết. Bà ngoại tha lỗi cho Hyun Tae, còn đặc biệt làm đồ ăn cho anh. Nhìn thấy Hyun Tae nỗ lực như vậy, bà ngoại vô cùng trân trọng. Vì để báo đáp, Huyên Tê liền tới massage cho bà ngoại. Bà nội nhìn thấy thế liền nói mình cũng muốn được massage. Sự đáng yêu của Huyên Tê làm cho hai người bà vui vẻ. Lúc này, bà Yang A tìm tới nơi, nhìn thấy bộ dạng này của con trai. Sao ạ? Mau thay quần áo ra. Con không thích. Bà Yang A bất lực mà khuyên Huyên Tê hãy về nhà. Nhưng Huyên Tê lại nói hiện giờ anh đang rất thích ngôi nhà mà mình đang ở, rồi bà mẹ chăm sóc tốt cho bản thân mình đi là được. Sau khi quay về nhà, Huyên Tê hỏi Mông Kiu sao hôm nay không thấy bóng dáng của cô. Mông Kiu nói bản thân đi dán tờ rơi để chuẩn bị mở lớp dạy đàn, đau chân quá đi mất. Hôm nay anh có biết là em đi bao xa đâu. Thiếu gia nhà tài phiệt từ trước đến nay chỉ biết ăn chơi lêu lổng, giờ đây không chỉ đạp một con xe ghẻ đi khắp các ngõ ngách để giao hàng, hơn nữa còn đích thân rửa chân cho vợ. Mông Kiu vui vẻ khen ngợi chồng. Huynh Tê ở một bên đắc ý nói rằng hôm nay anh làm việc rất chăm chỉ. Nhìn thấy Huynh Tê như vậy, Mông Kiu không nhịn được đưa tay ra biểu dương, anh thật là một đứa trẻ hiểu chuyện. Thông qua lao động lần đầu tiên, Huynh Tê cảm thấy được niềm vui của việc kiếm ra tiền. Anh cảm ơn Mông Kiu vì cho anh một cuộc sống hạnh phúc như thế này, nhưng chưa chững chạc được bao lâu, anh liền dùng nước rửa chân trêu chọc vợ. Cứ như thế, cuộc chiến té nước của hai vợ chồng họ bắt đầu. Sau khi nô đùa xong, hai người họ nhận ra căn phòng ướt hết. Huynh Tê sợ bị mắng nên chủ động đi lau sàn. Cậu bé nghịch ngợm như anh ấy lau được một lúc bắt đầu trêu chọc vợ. Bên này chủ tịch sau khi biết con trai đang ở nhà thông gia, ông yêu cầu tổ trưởng Jun mau được con trai mình về, nhưng bà ấy nói rằng chuyện này mình không làm được, rồi nói chủ tịch hãy đích thân tới đón Huynh Tê. Thế là hai người họ bắt đầu cãi vã, và đây cũng là lần đầu tiên bà lấy hết dũng khí phản bác lại lời của chủ tịch. Bà ấy chỉ trích chủ tịch là đồ vong ân bội nghĩa, tùy tiện và vỡ lời hứa với một nhân viên cốt cán của mình. Bản thân bà ấy làm việc cần lực cho ông hơn 20 năm để đổi lại kết cục như thế này sao? Bà ấy lấy hết sức bình sinh, nói hết một lượt, không để cho chủ tịch có cơ hội phản bác. Sau đó tức tối, đặt tờ đơn từ chức xuống rồi rời đi. Người cậu bảo Huynh Tê hãy tan làm sớm một chút để đi đón vợ, rồi nói hãy nhân khoảng thời gian này tận hưởng, nếu không sau này vợ sẽ biến thành một con người đáng sợ, biến thành một con quỷ giữ tiền. Trời ạ, không phải đâu, đợi mà xem, không đâu, Mông Kiu nhà cháu sẽ không trở nên đáng sợ như vậy. Trên đời này làm gì có con quỷ nào dễ thương như cô ấy. Nhưng cậu lại nói vợ mình cũng từ một cô gái dễ thương như vậy biến thành bộ dạng hiện tại. Sau khi lấy được tiền lương, Huynh Tê vô cùng phấn khởi. Anh tới tiệm trang sức kỹ càng lựa chọn một món quà tặng vợ. Sau khi quay về nhà, anh đeo nhẫn lên cho Mông Kiu. Nhưng một người tiết kiệm như Mông Kiu lại cảm thấy lãng phí. Cô còn muốn tiết kiệm để trả lại, nhưng Huynh Tê nói đây là số tiền đầu tiên mình kiếm được nên muốn mua cho vợ một thứ gì đó. Không những không được khen ngợi, lại còn bị phê bình. Mông Kiu nhìn thấy thế, an ủi nói với Huynh Tê hãy làm lại đi. Cô cởi chiếc nhẫn trên tay xuống để anh đeo lại cho mình. Huynh Tê thực sự quá đáng yêu. Anh thấy vậy nghiêm túc làm theo lời vợ, mặc dù nó không quá giá trị nhưng anh hy vọng em sẽ thích. Wow, đẹp quá đi, em thích quá, cảm ơn chồng nhé, vẫn là chồng của em đỉnh nhất. Trời làm như vậy từ sớm có vẻ tốt không? Được rồi, đem nó đi trả được chưa? Cái gì chứ? Cuối cùng Huynh Tê còn tưởng sẽ nhận được một nụ hôn từ vợ nhưng lại thất bại. Sau khi ra ngoài, Mông Kiu nhìn thấy nhẫn ở trên tay, vô cùng cảm động. Thời gian vui vẻ của gia đình lại tới, bà nội và bà ngoại cùng nhau chơi game. Hai người chơi mãi, bắt đầu cãi vã. Vì để dỗ dành họ, Huynh Tê đề nghị sẽ mời cả mọi người. Nhưng giờ người quản tiền là vợ nên Mông Kiu đã không đồng ý, vẫn còn thừa 30.000 mà. Mẹ thấy vậy liền nói mình sẽ bỏ tiền. Huynh Tê nghe thấy thế liền nói hay là cả nhà mình cùng đi hát karaoke. Năng lượng vui vẻ nhiệt huyết của Huynh Tê khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng vui vẻ. Bố và mẹ cùng nhau hát một bài tình ca. Bà nội và bà ngoại lại bắt đầu khiêu chiến, đáng yêu quá đi mất. Sự xuất hiện của thiếu gia tài phiệt thật sự khiến cho gia đình này thêm đầm ấm. Bố mẹ vợ vô cùng hài lòng với cậu con rể này. Bà nội và bà ngoại cũng có cơ hội trải nghiệm niềm vui của người trẻ. Hôm nay anh trai Mông Kiu đang bày hàng thì bị người quản lý đô thị tới bắt. Chính vào lúc nguy cấp, Huynh Tê xông tới ứng cứu, rồi bảo anh vợ hãy lái xe trước, còn mình sẽ chạy lên sau. Cuối cùng Huynh Tê thành công giúp được anh vợ không bị thu sạp hàng. Thông qua chuyện này, anh vợ có cái nhìn khác về cậu em rể. Tình anh em sâu đậm của họ cũng vì thế mà xuất hiện. Anh mời vợ Huynh Tê đi uống một vài ly. Tới
tối sau khi uống say mềm, hai người vừa hát vừa về nhà. Mẹ vợ nghe thấy tiếng động liền chạy ra ngoài, nhưng thằng con trời đánh này còn ra sức làm nũng với bà. Ngày hôm sau, mẹ vợ đang đau đầu về chuyện anh vợ không muốn đi xem mắt. Bà nội liền hỏi Huynh Tê đã nghĩ gì khi người nhà bắt anh đi xem mắt. Bảo con đi xem mắt thì con đi, bảo con kết hôn thì con kết hôn, có như vậy thì sau này con thích xem gì cũng được. Con người đó thật sự rất thật thà, như vậy thì không lo ra ngoài sẽ đói bụng, ăn cái này đi. Vâng thưa bà, vì thế nên con mới thích bà ấy. Thế sao, ăn cái này đi, này này, cái này con không thích ăn. Cậu cũng có cái không thích ăn sao? Còn gia đình tài phiệt bên này thì không hề vui vẻ như vậy. Việc con dâu thứ có con riêng cuối cùng cũng bị lộ, chủ tịch nổi cơn thịnh nộ, yêu cầu hai người mau chóng ly hôn rồi đuổi cô ta ra khỏi nhà. Bà Dòng A vui vẻ liền đi tới nói chuyện này cho Huynh Tê, nhưng Huynh Tê ngạc nhiên một chút rồi lại bình tĩnh nói chuyện này không liên quan tới mình, giờ anh phải đi xếp hàng. Sau khi về nhà, Huynh Tê liền nói chuyện này cho vợ biết. Huynh Tê hỏi cô, cuối cùng thì người chị dâu bình thường bắt nạt người khác đã bị quả báo rồi, cô có vui không? Nhưng Mông Kiêu không những không vui, còn tỏ ra lo lắng, bởi vì nếu chủ tịch mất đi cánh tay đắc lực rồi, nhất định sẽ lợi dụng Huynh Tê để khiến công ty phát triển hơn. Huynh Tê nhìn thấy vợ bất an như vậy, liền an ủi cô rằng, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì, họ sẽ mãi bên nhau. Lúc này chủ tịch điện thoại gọi tới, ông ta nói với Mông Kiêu, mình muốn gặp bố của cô. Huynh Tê cầu xin bố vợ nhất định phải bảo vệ hai vợ chồng họ. Bố vợ cảm nhận được trọng trách nặng nề trên vai của mình, Huynh Tê lúc này cũng cảm thấy bất an, liền nảy ra ý tưởng cùng nhau bỏ trốn về Mông Ki U. Nhưng Mông Ki U lại cho rằng thế nào thì cuối cùng họ cũng sẽ bị bắt lại mà thôi. Ngày hôm sau, bố mẹ hai bên chính thức gặp nhau. Chủ tịch thẳng thắn yêu cầu họ hãy thả Huynh Tê về nhà, nhưng bố Mông Ki U lại thẳng thắn mà chỉ trích ông ta chỉ biết lợi dụng con cái để làm giàu lợi ích của mình. Cuối cùng hai bên đều không tìm được tiếng nói chung trong vấn đề này, cả hai giờ đi trong sự tức tối, mà chủ yếu bởi vì lời lẽ độc ác của bà Đắc Hy đã khiến bố mẹ Mông Kiêu phật lòng rồi bỏ đi. Nói chuyện không xong, chủ tịch phái bà Jong A tới dỗ dành Huynh Tê, nhưng Huynh Tê hiểu rõ cách làm này của chủ tịch như lòng bàn tay, chỉ cần anh quay về lập tức bị nhốt lại, nên kiên quyết sẽ không tin lời của mẹ. Bởi vì cảm thấy có lỗi với chị gái, Mông Kiêu nói hãy để cho Huynh Tê và anh trai ở cùng một phòng. Mặc dù Huynh Tê rất không tình nguyện, nhưng người như anh ấy chỉ có thể cúi đầu thấp mà chấp nhận số phận. Mặc dù cách nhau có một căn phòng, nhưng Huynh Tê lại cảm thấy nhớ nhung vợ không thôi. Thế là tới tối, hai vợ chồng họ giống như một cặp đôi mới yêu lén lút nhắn tin cho nhau. Huynh Tê cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, cười ngốc nghếch khiến cho anh vợ ở một bên không thể nhìn tiếp được. Nhanh chóng cướp lấy điện thoại trong tay Huynh Tê, trêu chọc, sao cậu có thể xến sầm như vậy, nhớ mơ về anh nhé, thật là điên mất thôi. Đây là lời thoại của đời nào vậy, ngưỡng mộ thì anh mau kết hôn đi. Mới sáng sớm, Huynh Tê đã dậy để tập thể dục. Anh vợ bị tỉnh giấc liền oán trách Huynh Tê, đang làm cho gì vậy? Huynh Tê liền nói, làm việc chân tay thì phải tập luyện nhiều mới tốt. Nhìn thấy anh vợ không chút động đậy, Huynh Tê bắt đầu giở trò trêu ghẹo. Thiếu gia nhà tài phiệt làm thêm ở quán gà rán, chủ tịch tài phiệt lợi dụng về việc liên hôn của con trai để phát triển công ty, đích thân đi tới bắt Huynh Tê về. Huynh Tê thấy ông ấy thì vô cùng kinh ngạc. Sau khi bình tĩnh lại, liền sử dụng kế sách lạt mềm buộc chặt, nhưng khi chủ tịch ngồi xuống, liền co càng chạy ra ngoài. Hai bố con họ cứ đuổi nhau, nhưng đừng xem thường ông lão trung niên bụng bia này chạy cũng khá nhanh, suýt nữa tóm được Huynh Tê rồi. Huynh Tê chạy đến nhà vợ rồi gọi mẹ vợ tới ứng cứu mình, mà chủ tịch lúc này sắp thở không ra hơi. Vì không vào được bên trong nên ông chỉ có thể ở bên ngoài gào thét. Chủ tịch ngồi trước cửa nhà Mông Kiêu đến tận khi trời tối mới rời đi. Mọi người cũng biết ông nhất định sẽ không vì thế mà từ bỏ. Nhìn thấy ngày tháng sắp phải chia cách sắp đến, Mông Kiêu muốn chuẩn bị trước cho lần chia xa này với chồng. Nhưng Huynh Tê biết rõ ý nghĩa sâu xa phía sau hành động của cô, rồi nói rằng mình phải đi ngủ. Anh lựa chọn việc trốn tránh chủ đề này, nhưng Mông Kiêu vẫn lựa chọn nói ra. Cô cảm ơn anh vì đã luôn trân trọng mình. Sau này khi còn lại một mình, cô vẫn sẽ dũng cảm sống tiếp. Huynh Tê âm thầm lắng nghe, không nhịn được đứng dậy cắt ngang cô. Vì sợ không còn thời gian nên em mới làm như vậy, vì sợ đây là lần cuối nên em mới làm như vậy. Sau này cho dù có ở đâu, có làm gì, nếu như chúng ta có thể gặp lại nhau thì đừng đau lòng nữa nhé. Anh cũng phải sống thật vui vẻ, đừng lo lắng cho em, nhất định hạnh phúc nhé. Huynh Tê lúc này nghe những lời đó của cô, liền bật khóc nức nở. Thật sự là một cặp đôi khổ mệnh. Một trận sóng gió cũng sắp ập đến với họ. Ngày hôm sau, chủ tịch không đích thân xuất hiện mà phái vài tên to con lực lượng tới quán gà để bắt Huynh Tê. Sau khi biết chuyện, Mông Kiêu cũng vội vàng chạy tới đó. Lúc đến nơi, Huynh Tê chuẩn bị lên xe rồi. Đi đường cẩn thận nhé. Huynh Tê muốn chạy tới chỗ cô nhưng lại bị đám người kia chặn lại, trực tiếp ép anh lên xe. Huynh Tê à, Mông Kiêu à, Mông Kiêu à, anh Huynh Tê ơi. Mông Kiêu cứ như thế mà chạy theo phía sau cho đến khi không thể chạy được nữa, cặp đôi vẫn bị chia cách rồi. Huynh Tê ở trên xe khóc mà vô cùng đau khổ, còn Mông Kiêu bên này cũng đau đớn mà khóc không thành tiếng. Mẹ ơi, con nên làm gì đây? Sau khi về nhà, Mông Kiêu như người mất hồn, anh trai đưa cho cô bức thư mà Huynh Tê để lại. Sau khi xem xong, Mông Kiêu đau khổ bật khóc. Một cặp đôi yêu nhau sâu đậm nhưng vì lợi ích kinh tế mà bị cưỡng ép phải chia tay. Huynh Tê nhốt mình trong phòng, người đang nhớ nhung vợ như anh ấy cứ nhìn đăm chiêu vào bức ảnh cưới của hai người, còn Mông Kiêu bên này cũng đang chạm vào chiếc nhẫn rồi nhớ nhung người mình yêu. Bà nội và bà ngoại cũng vì thiếu mất hạt rẻ cưới Huynh Tê mà vô cùng buồn bã. Sau khi về nhà, Huynh Tê nhất quyết không ăn không uống.
dùng cách tuyệt thực để chống lại bố. Chủ tịch hỏi, làm con rể nhà tài phiệt không thích sao? Nhưng Huynh Tê lại nói rằng, bản thân mình không muốn sống một cuộc sống phải nhìn sắc mặt của người khác. Có lẽ con phải học cách nhìn mặt người khác còn sớm hơn việc học nói nữa. Câu nói này quả nhiên khiến người khác kinh ngạc. Bà Yong A còn định trách bà Đắc Hy vì đã ngược đãi con trai của mình, nhưng lại bị Huynh Tê chỉ trích ngược lại. Chỉ vì bà giao mình cho người khác nên anh ấy không muốn để lại cho Mông Kiều vết thương lòng. Tha rằng để bản thân anh đói chết còn hơn. Chủ tịch khuyên Huynh Tê, trên đời này có rất nhiều phụ nữ, đừng chỉ vì một bông hoa mà bỏ lỡ cả rừng hoa. Cho dù thế giới này có một nửa là phụ nữ, thì Mông Kiều cũng chỉ có một mà thôi. Con chỉ yêu Mông Kiều, cho dù có phải chết, con cũng muốn cô ấy biết rằng mình yêu cô ấy như thế nào. Chủ tịch nghe thấy vậy, không thể nhẫn tâm được nữa, nên chỉ đành một mình đến chỗ hẹn. Huynh Tê quay về phòng, lặng lẽ nhìn ngắm bức ảnh của hai vợ chồng họ. Vốn định gọi điện nhưng lại ngừng lại. Làm vậy thì sẽ khiến Mông Kiều thêm đau khổ. Chủ tịch tài phiệt thấy Huynh Tê không tới, ông quay đầu bỏ đi. Chủ tịch níu giữ ông ấy nói rằng, mình nhất định sẽ làm ra trang sức tốt nhất, cầu xin ông hãy cho mình một cơ hội. Ngoài miệng thì ông nói không đồng ý, nhưng trong lòng âm thầm đồng ý. Sau khi quay về nhà, chủ tịch đồng ý thả Huynh Tê đi. Huynh Tê chưa kịp vui mừng, bố mày sắp đau đầu chết rồi mà còn cười sao? Mày đang muốn làm bố tức chết sao? Thằng con trời đánh này, nhìn thấy bố đồng ý cho mình đi thật, Huynh Tê cảm kích, cúi đầu thấp rồi vội vàng chạy ra ngoài. Bởi vì chủ tịch nghe Huynh Tê nói, từ nhỏ đã phải nhìn mặt mẹ kế để sống thì không thể không để tâm. Ông nhận ra bản thân mình đã không bảo vệ tốt cho con trai. Cặp đôi Huynh Tê và Mông Kiều lại về bên nhau, kích động ôm lấy nhau mà quay vòng vòng. Bà nội bà ngoại cầu xin thần Phật, cuối cùng cũng gặp lại được hạt rẻ cười của mình. Tới tối, vì để chúc mừng Huynh Tê quay về, cả nhà cùng nhau tổ chức một bữa thịt nướng vô cùng thịnh soạn. Chính vào lúc hai vợ chồng Huynh Tê đang định thân mật với nhau thì bị anh vợ trực tiếp mở cửa xông vào. Xin lỗi nhé, ăn tteokbokki rồi tiếp tục nhé. Tiếp tục cái gì chứ? Huynh Tê bị phá hỏng chuyện tốt, liền giáo huấn cho anh vợ một trận. Ngày hôm sau, chủ tịch cũng gọi tổ trưởng Jun tới làm việc, rồi còn dặn dò bà ấy hãy giúp mình dạy dỗ con trai thật tốt. Quả nhiên ở hiền gặp lành. Sau đó chủ tịch nhận được một tin vui, chủ tịch tài phiệt đã cho ông ấy một cơ hội hợp tác. Vì để tác hợp cho người có IQ thấp như anh vợ, vợ chồng Huynh Tê đặc biệt mua một cặp vé xem phim để cho hai người họ đi xem cùng nhau, rồi nói rằng hôm nay họ sẽ giúp anh bán hàng, nhưng anh vợ không tin họ có thể làm được. Thế là Huynh Tê đích thân ra tay. Thực sự Huynh Tê đã hoàn toàn hòa nhập được vào cuộc sống bình dân này. Đừng cảm thấy khác biệt, hãy đeo thử lên xem đi. Mẹ của cậu ấy có thể nhìn thấy cảnh này thì tốt, người mẹ chồng từng phản bội nay lại hẹn gặp, mong Mông Kiều ra gặp mặt. Bà Yong A cầu xin sự tha thứ từ con dâu, mà Mông Kiều cũng không quan tâm đến chuyện quá khứ. Dù sao bà ấy cũng là mẹ ruột của chồng mình và bản thân bà ấy cũng chưa từng làm chuyện gì quá đáng. Hai mẹ con họ cũng hóa giải những sai lầm trước đây. Sáng sớm, Mông Kiều bỗng nhiên cảm thấy buồn nôn, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh. Cả nhà nhìn thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Bà nội liền đoán, liệu có phải có em bé rồi không? Em bé sao? Thật ạ? Em bé ạ? Em bé của con và Mông Kiều sao ạ? Chúng con có em bé ạ? Huynh Tê được lên trước bố mà cười đến mức không khép được miệng, rồi vội vàng chạy đến muốn kéo vợ đến bệnh viện kiểm tra. Mông Kiều lại nói, chỉ là cô ăn phải đồ hỏng mà thôi. Nghe vậy, Huynh Tê nhắc đến chuyện có thai. Mông Kiều liền nói, chắc là không phải đâu. Nhưng khi nghĩ kỹ lại, hình như có khả năng. Cả nhà cũng chạy ra, vây xung quanh hai vợ chồng. Ăn cơm gì nữa, mau tới bệnh viện thôi. Vậy thì phải đợi bệnh viện mở cửa chứ. Vậy sao ạ? Em bé của chúng con. Em bé của con và Mông Kiều. Anh hy vọng chúng ta thật sự có em bé, đó là tâm nguyện của anh. Mọi người cũng vì chuyện này mà vui lây. Sau khi tới bệnh viện, Huynh Tê căng thẳng chờ đợi kết quả từ bác sĩ, mà kết quả cũng như những gì anh mong đợi. Chúc mừng hai người, thai nhi được 5 tuần. Thật sao? Huynh Tê vui đến mức muốn bay lên. Sau khi về nhà, anh liền chia sẻ chuyện này với mẹ. Bà Yong A cũng vô cùng kích động, mà người thứ hai anh chia sẻ chính là bố. Chủ tịch nghe xong liền ca ngợi Huynh Tê. Giỏi quá, con làm tốt lắm, con là giỏi nhất, không cần làm gì hết, con là giỏi nhất, bác Huynh Tê là đỉnh nhất, thằng nhóc này giỏi quá. Sau khi về nhà, ông liền khoa trương mà khoe khoang với bà Đắc Hy, còn bà ta cũng vì thế mà vô cùng tức tối, không nói ra được. Bà nội và bà ngoại bắt đầu tranh nhau phân công công việc thay tã cho em bé. Mông Kiều cũng trở thành bảo bối của cả gia đình. Chủ tịch cũng hòa giải với hai vợ chồng họ, người nhà họ cùng nhau ăn uống vui vẻ bên nhau. Yong A hỏi đặt tên đứa bé là gì, Mông Kiều bảo chủ tịch hãy đặt một cái tên cho cháu nội. Bố biết rồi đừng lo lắng, bác Su Han có được không nào? Còn bà Đắc Hy bên này chỉ có thể một mình đơn độc trong căn phòng rộng lớn. Sau khi trở về, Huynh Tê vô cùng cảm kích Mông Kiều vì đã giúp anh lần đầu tiên có bữa ăn vui vẻ như vậy với bố mẹ. Cảm ơn cô đã giúp mình hoàn thành nhiều tâm nguyện đến thế. Đột nhiên, Mông Kiều lại cảm thấy buồn nôn, vội vàng chạy ra ngoài. Mông Kiều ở trong nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo, còn Huynh Tê ở bên ngoài thì lo lắng không ngừng. Bà nội và bà ngoại liền cười chê Huynh Tê, đúng là chuyện bé xé ra to. Cứ như thế mà mấy tháng trôi qua, Huynh Tê hoàn thành tốt chức trách của một người chồng mẫu mực. Mông Kiều chạm nhẹ vào bụng, bỗng nhiên cảm nhận được sự chuyển động. Huynh Tê cảm thấy vô cùng kinh ngạc, ghé tai vào bụng của vợ để kiểm tra. Đúng thật này, cậu con trai mà Huynh Tê vẫn luôn ngày nhớ đêm mong cuối cùng đã ra đời. Bà nội và bà ngoại đang tắm cho chát, người bố trẻ không có chút kinh nghiệm trẻ con nên chỉ đứng ngoài chỉ trỏ. Bà nội chê cười Huynh Tê đúng là biết cách gây rối. Nhìn thấy bà ngoại nhấc chân em bé rồi hôn xuống, Huynh Tê cũng muốn thử, anh cúi đầu xuống mà đặt nụ hôn lên chân cậu con trai. Lúc đút sữa, Huynh Tê cũng đích thân xuất trận. Cậu bé này quả thực là bảo bối của Huynh Tê. Bình thường Huynh Tê làm việc vất vả nhưng hôm nay lại ôm lấy em bé. Mông Kiều hỏi anh không cần đi làm nữa sao? Anh không ngủ là đang dụ em bé ngủ mà, anh để con xuống như vậy thì dỗ cái gì chứ, thật là muốn được ở bên em bé cả ngày. Mông Kiều vội vàng đuổi Huynh Tê đi làm để kiếm tiền nuôi mẹ con cô.
Không chỉ có Huynh Tê, chủ tịch cũng không còn tâm cơ để làm việc nữa, tâm trí chỉ nhớ đến cháu trai đích tôn của mình. Mà ngày đầy tháng con trai Huynh Tê cuối cùng cũng đến rồi, tất cả mọi người đều vây xung quanh chúc mừng đứa bé. Lúc chụp ảnh, người cậu liền bắt chước giống một chú khỉ để dỗ dành em bé. Đúng thật là, cậu làm gì vậy chứ, em bé sợ rồi. Bởi vì biết tin cơ thể của bố mình không khỏe, gia đình Huynh Tê quyết định sẽ chuyển về nhà. Hôm nay anh tới xin nghỉ quán gà của người cậu. Huynh Tê cảm ơn cậu vì luôn giúp đỡ mình, cuối cùng còn quỳ xuống để dập đầu hành lễ với cậu. Đừng để muộn, mau về đi, vậy thì chào tạm biệt ạ. Nhìn thấy bóng lưng ngày càng xa của Huynh Tê, người cậu không nhịn được mà bật khóc. Sau khi về nhà, hai vợ chồng họ thu dọn hành lý để chuẩn bị tạm biệt với gia đình nhà vợ. Huynh Tê dặn dò mọi người phải nhớ giữ gìn sức khỏe, nói xong thì lại dập đầu hành lễ trước mặt cả nhà. Con dập đầu làm gì chứ, đáng khóc đó sao? Suhan và Mông Kiu, con sẽ chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy thật tốt. Được rồi mà, chị dâu thứ cuối cùng cũng chịu thay đổi để làm lại cuộc đời, vì thế mà Huynh Jun cũng chấp nhận con riêng của cô. Gia đình tài phiệt giờ đây ngoài bà Đắc Hy ra, ai cũng là người tốt. Hôm nay anh cả Huy Su cuối cùng lấy ra bằng chứng bà Đắc Hy vu khống cho đại phu nhân. Khi đoạn ghi âm được phát lên, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc, vì thẹn quá hóa giận, bà ta cướp lấy máy ghi âm đập mạnh xuống đất. Huynh Su phải trần tội ác của bà ta, nhưng người không có chút lòng hối cải như bà ta vẫn cố chấp. Chủ tịch không thể nhìn tiếp được nữa, nổi cơn thịnh nộ rồi chỉ trích tại sao bà ta độc ác như vậy, cho nên tôi mới khiến cho hai người ly hôn, nếu không tôi sẽ nôn ra máu. Thật sao, người phụ nữ này, sự cứng đầu cứng cổ của bà mẹ kế khiến cho chủ tịch tức đến mức ngất đi. Trong lúc dưỡng bệnh, chủ tịch vẫn quyết định sẽ giao công ty lại cho Hyun-sun, còn người mẹ kế lòng dạ độc ác, không thể dương mắt nhìn con trai mình mất đi quyền thừa kế. Thế là liền xông tới, cướp tay lái để chuẩn bị cùng với Hyun-sun tìm đến cái chết. Nhưng bà không biết được rằng con trai của mình đang đuổi theo phía sau. Hyun-sun vội vàng vượt lên phía trước xe họ, kết quả chiếc xe của anh ta trực tiếp bị lật ngược. Nhìn thấy con trai mình xảy ra chuyện, bà Đắc Hy đau đớn muốn chạy xuống với con trai. Mẹ làm chuyện xấu xa, cuối cùng báo ứng lại đổ xuống đầu con trai. Hyun-sun cuối cùng được đưa vào bệnh viện để làm phẫu thuật. Lúc này bà mới nhận ra bản thân thực sự sai rồi. Và lúc chờ đợi kết quả phẫu thuật, bà cầu xin Hyun-sun hãy tha thứ cho mình. Sau thời gian dài, Hyun-sun cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Mọi người cuối cùng cũng có thể yên tâm, nhưng người mà bà Đắc Hy phải xin lỗi quả thực rất nhiều. Lúc chia tay, bà liền chân thành xin lỗi Mông Kiu. Hai mẹ con họ cuối cùng cũng hóa giải được những hiểu lầm trước kia. Cả nhà anh hai Hyun-sun cũng chuyển về quê nhỏ để sống một cuộc sống bình yên, không tranh đấu. Anh cả Hyun-su cũng quay lại với người chị dâu đã bỏ đi trước đây. Hyun-tae cũng bắt đầu làm việc với bộ phận thấp nhất ở công ty, rồi còn tới làm thân với mẹ vợ, nhưng bị bà lạnh lùng từ chối. Nhìn thấy mẹ vợ nghiêm túc, Hyun-tae cũng lập tức thu nụ cười lại. Mẹ vợ dặn dò anh phải đọc hết quyển sách này. Hyun-tae đúng là thật khóc không ra tiếng. Thế nên sau khi quay về nhà, anh chăm chỉ đọc sách để chuẩn bị sẵn sàng tâm lý chiến đấu. Nhưng chưa được bao lâu, Hyun-tae liền lười biếng. Mông Kiu ở một bên cổ vũ anh hãy cố lên, hãy nhớ đến gương mặt cậu con trai mà anh vẫn luôn yêu thương mà cố lên. Ngày hôm sau, đến lúc ăn sáng, Huynh Tế cũng đọc sách. Anh sợ nếu không đọc hết sẽ bị mẹ vợ phê bình. Hai vợ chồng họ ở bên nhau lâu như vậy rồi, nhưng vẫn như ngày đầu. Anh đi nhé, anh đi làm vui vẻ nhé, phải hôn anh một cái chứ. Sao lại phải hôn? Phải hôn chứ, chồng ra ngoài kiếm tiền đó. Được thôi, hãy kiếm thật nhiều tiền nhé, em sẽ làm thật nhiều món ngon chờ anh về. Đừng có nói đến vấn đề tiền nữa, anh phải đi đây. Anh trai Hyun-su đến kiểm tra với thân phận chủ tịch, trêu chọc Huynh Tê làm việc ở đây thế nào. Trước ánh mắt dò xét của mẹ vợ, Huynh Tê không dám kêu ca nửa lời, ngay ngắn báo cáo công việc. Anh trai nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc này của Huynh Tê thì cũng hết lời khen ngợi. Chỉ có mình Mông Hy đáng thương, không có được tình yêu nhưng lại rất thành công trong công việc. Cô ấy cuối cùng cũng trở thành nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Mông Kiu chúc mừng chị gái cuối cùng đạt được thành công, hai chị em vui vẻ ôm lấy nhau. Lúc này Huynh Tê liền xuất hiện, đừng chỉ ôm mình chị em, cũng phải ôm chồng nữa chứ. Anh ghen à, anh trời sinh đã có tính đố kỵ trong tình yêu, anh không thể nhìn người khác có được tình yêu từ em nhiều hơn mình. Giờ hai đứa đang làm gì vậy hả, dám làm thế trước mặt chị sao? Cuối cùng ba anh em họ cùng nhau đi dã ngoại, nhưng lần này lại là 7 người, tất cả mọi người đều có đôi có cặp, ba cặp đôi hạnh phúc, chỉ có mình Mông Hy là độc thân. 6 người cùng nhau nô đùa dưới nước, chỉ có mình cô ấy ở trên bờ nhìn họ chơi đùa với nhau. Được rồi, bộ phim tới đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, đừng quên ấn like, đăng ký kênh để xem thêm những bộ phim hay hơn nữa. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!